Tất cả em quay trở lại với channel của Phong DIY. Okay, hello, xin chào anh em nha. Em chỉ là cái bích một chút. Hiện tại nhưng mà khi là 8 giờ 10 phút, trễ quá nhưng vẫn 10 phút rồi ha. Nãy thông báo với anh em là khoảng 8 giờ đúng. Ok. Đầu video thì xin kính chúc tất cả anh em xem video buổi tối vui vẻ, nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Cảm nhiều may mắn cho cuộc sống nha anh em. Hiện tại dịch ở các cái thành phố lớn cũng như dịch ở Việt Nam hiện tại đang rất bùng. Nên chúc mọi người chống dịch an toàn nhé. Ok, hello. Hello, xin chào anh Vũ Sam, Hải Danh, anh Huy Hồng Vũ. Em dành vài phút để tương tác với các anh em nha. Nay trễ của anh em 10 phút rồi. Chào anh Việt Nguyễn, chào anh Thành Quốc Bùi, chào anh Thanh Trí Nguyễn. Ok, em chào tất cả mọi người nhé, cảm ơn mọi người đã chào em. Lát nữa đông thì em sẽ không tương tác được. Thì có gì anh em thông cảm nhé. Đầu video thì anh em nào vào xem like, đừng quên bấm like và nhấn chia sẻ video nhé. Những ai lần đầu tiên xem kênh của Phong DIY thì đừng quên bấm đăng ký kênh và nhớ nhấn nút chuông để nhận những thông báo mới nhất từ channel của Phong DIY. Anh em nhấn chuông để khi nào mà em lên live, YouTube nó sẽ thông báo về anh em là em đã đang live stream, anh em có thể vào xem cho vui. Đồng thời là mình mua những cái sản phẩm giá tốt, cũng như là mình tránh cái vấn đề mình phải đợi nhá. Mình gọi sớm thì mình mua được sớm, nhiều khi nó hết hàng thì anh em phải đợi ha. Nó có hai cái bơm hút nữa Hoàng Anh nhá, hồi chiều anh báo giá em rồi đó, 1,2 triệu đó. Em lấy ra góc đó giúp anh đi. Thấy không giống có máy pin. Hải Đăng Hoàng, ok, xin chào anh Thiết 61, anh Tin Led Nguyễn, mua hàng bên anh rồi, dạ cảm ơn anh Tin Led Nguyễn nhé. Chào anh hôm nay vào trễ, à vậy là sớm rồi là anh Huỳnh ơi, dây hàn, dây máy hàn có không anh, Hải Đăng Hoàng, dạ hôm nay không có dây máy hàn anh nhé, và sản phẩm này hiện tại thì bên em cũng chưa có bán, em đi một vòng để cho anh em xem các cái sản phẩm ngày hôm nay ha, chủ yếu hôm nay sẽ là Automat. Anh em thấy hôm nay ở trên đây thì rất là nhiều Automat chống nhật, chống chập, rất là nhiều loại ha, rất là nhiều loại. Rồi có cả chống sét lan truyền này, Automat chống chập, mà chống nhật một pha, vừa chống nhật vừa chống chập và chống chập và chống nhật, rất là nhiều loại nha. Đó, xin chào 221 anh em đang xem live stream, cảm ơn anh em đã ủng hộ Phong DIY nha. Em đi một vòng cho anh em xem các cái sản phẩm mới, đặc biệt hôm nay nó sẽ có lục giác bán lẻ anh em ha. Đúng, em sẽ bán lẻ cho anh em theo cây. Hoàng Anh ơi, em ghi luôn cái giá lục giác bán lẻ ra cái list cho anh đi, coi nãy vừa gửi qua group đó. Em ghi ra cái bìa carton cho anh đi nha. Này, bút đây, có bút chưa? Ok, ghi sớm cho anh đi. Automat 30A chống giật bao nhiêu ạ? Ok, xin chào cũng như là xin cảm ơn anh cậu Lê nha. Hiện tại ít người thì em vẫn tương tác được. Xin trả lời câu hỏi của anh là Automat Hàn Quốc chống giật 30A thì giá của nó là 60k nhé, 60k. Đó, giá chưa bao gồm phí vận chuyển, hàng bảo hành 1 tuần, lỗi 1 đổi 1 anh nhé, miễn phí vận chuyển khi mà đổi lỗi bảo hành ấy. Còn khi mua thì em sẽ không có bao phí vận chuyển, bởi vì sản phẩm anh biết là nó đã quá rẻ rồi. Chống giật của Hàn Quốc mà giá chỉ có 60k thì mọi người không cần phải đắn đo gì về giá nữa ha. Hiện tại là 277 anh em đang xem live stream. Chống chật một pha. Dạ đúng rồi anh Châu Nguyễn ha, có một pha và có ba pha luôn. Thì nó sẽ có các cái công suất tải từ 15, 20, 30A. Nói dòng rò thì 20, 30 là chủ yếu ha. Nay có gì hot không anh Phong? Cherry Channel, quạt sò nhiều, nhiều anh. Dạ quạt sò hiện tại là em chỉ còn 5 cái duy nhất thôi nha. 5 cái cuối cùng luôn đó. Hết rồi đó nha. Chứ còn từ cái video này trở về sau thì sẽ, em nghĩ là chắc là hơi khó để có một cái lô quạt sò thứ hai. Hiện tại nó chỉ còn 5 cái cuối cùng thôi nha. 5 cái cuối cùng, giá hiện tại là 350k bao ship nha. Hoàng Anh ơi, Hiền em báo mấy đứa là quạt sò còn 5 cái cuối cùng nhá. Giá 350k một cái bao ship nha. Quạt sò của Đức anh nhá. Khối pin Raobi, khối pin Raobi thì hiện tại em không còn hàng anh nhé. Hàng chỉ còn đủ để bán theo máy thôi ạ. Máy cắt cỏ. 286 người. Dạ vâng đúng rồi.
Hôm nay anh em có vẻ vào hơi chậm, không biết do dịch Covid thì phải. Dịch Covid anh em không biết chắc là mãi lo về nhà hay là mãi lo phòng chống dịch gì đó ha, nên có thể là sẽ ít. Ok. À, hôm nay nó vẫn sẽ có vít cân ký anh em ha, vít cân ký và một vài cái đồ bóng đèn lưu điện năng lượng mặt trời, đèn giả cam. Hôm nay nó có thêm kìm góc phe này. Kìm góc phe là hàng mới về này. À, thước Kabushi cũng như là đỡ điện thoại thì về từ video hôm trước rồi ha. Ở đây nó có một ít bàn chải đồng, bàn chải cho anh em chải những cái reset vậy đó. Nó về được một ít bút thử điện anh em ha, bút thử điện này, dao daily mẫu mới nè. Đó, bánh xe. Hôm nay nó có đầu bù lông. Đó, lục giác lẻ. Ở kia nó có ít trượt mà em chưa kịp lên giá nha. Quay mờ quá. Hiện nay em xem coi video có bị mờ không? À, hiện tại em test trực tiếp cái đường truyền ở đây thì ổn định anh nhá. Nếu trường hợp anh xem video mờ thì anh có thể bấm vào cái phần bánh răng á. Anh chọn giúp em cái độ phân giải là 720p nhá. Bởi vì live stream thì nó phụ thuộc vào đường truyền cũng như là nó chỉ hỗ trợ trên điện thoại là 720p thôi. Không có hỗ trợ Full HD. Nên nó cái chất lượng ảnh của nó anh em xem nó sẽ hơi kém so với video mình quay ha. À xin anh ba Doãn Đinh hay Dinh gì đó nhá. Em tên của anh không có dấu nên em khó đọc. Chào em Phong, đơn hàng vừa rồi anh đã nhận rồi, thanh em nhiều. Ok, cảm ơn anh nhá. Cảm ơn anh đã ủng hộ. Không mờ gì? Đinh Bá Đoàn. À ok, Đinh Bá Đoàn. Không mờ. Huỳnh Hồ Trong. Automat Hàn về nhiều thế ạ. À. Dạ vâng, Automat hôm nay là video chủ yếu, hôm nay sẽ nói về Automat ha. À, có kính cho anh em chống dịch nhá. Kính nhá. Kính face shield anh em ha. Kính chống dịch mẫu dày và mẫu mỏng cho anh em. Để cho anh em mua anh em mình đeo để phòng chống Covid ha. Dạo này dịch nó căng quá. Kính này hiện tại bên em mới về khoảng 2.000 cái để phục vụ cho anh em chống dịch này. Hiện tại dịch rất là căng. Hàng này từ bữa giờ thì em bán cũng khá là chạy anh em ha. Kính face shield. Đây, giới thiệu với anh em cái kính này luôn nhá. Đầu video luôn này. Nó liên quan đến vấn đề sức khỏe của anh em cũng như hiện tại tình hình dịch của Việt Nam nó khá là căng. Hồi tối mới đọc báo thì thấy là hiện tại thì cách đây khoảng 6 tiếng trước thì đã công bố ở trên cái ứng dụng Bluezone là khoảng hơn 600 ca nhiễm tại Sài Gòn thôi. Chứ chưa tính gì toàn Việt Nam. Ha. Thì em thấy là cái dịch hiện tại nó là bùng mạnh nhất trong tất cả các cái đợt dịch. Ok, lát nữa em sẽ giới thiệu Automat đầy đủ cho anh em nhé. Bây giờ em xin phép em giới thiệu về cái kính này trước đi ạ. Nhá. Trong quá trình em giới thiệu sản phẩm thì em sẽ hạn chế tương tác với anh em. Nên các câu hỏi này em sẽ trả lời sau một lát nữa. Đây là kính face shield anh em ha, để cho mình đeo lên khuôn mặt, anh em có thể kết hợp với mũ bảo hiểm 3/4. Đây, kính này làm bằng nhựa mica trong. Khá là dày dặn nhá, anh em có thể thấy được cái độ dày dặn của nó và độ trong của nó qua cái video này này, thấy chưa? Mình nhìn qua ở bên kia mà thấy vẫn thấy trong suốt. Cái này thì ngoài như là hiện tại mình sử dụng cho việc phòng chống Covid cũng như là anh em có thể đeo như một chiếc kính bảo hộ, mình có thể chống chống bọ này, chống bụi này, thấy không? Và bảo vệ mắt khi mà anh em làm cơ khí, ví dụ như anh em cắt hoặc cắt gỗ hoặc cắt nhôm hoặc cắt sắt để tránh các cái vấn đề như là những cái mặt sắt nó bay vào mắt mình thì cái này có thể bảo vệ mắt của anh em được. Chứ không nhất thiết gì phải mua về để mình phòng tránh dịch cả, cái này tránh dịch nó chỉ là một phần thôi ha. Mình mua về thì ngoài những lúc không có dịch mình cũng vẫn có thể sử dụng được, mọi người đều sử dụng được nhá, già trẻ. À, trai gái mặt to mặt nhỏ thì đều có thể đeo được anh em ha. Giá của nó thì phải chăng thôi, anh em mua càng nhiều thì càng rẻ ha. Hiện tại shop em đang bán là một cái là 50k, nếu em mua lẻ nhé 50k, nếu em mua hai cái thì giá chỉ còn 45k một cái thôi, là hai cái 90k ha. Và anh em nếu mua 5 cái thì shop sẽ hỗ trợ free ship cho anh em, tức là miễn phí vận chuyển toàn quốc nhá, nhận hàng em kiểm tra hàng rồi thanh toán. Nếu em mua 10 cái em sẽ có chế độ mua 10 tặng 1 ha, mua 10 tặng 1 kèm free ship luôn á. Tức là giá nó còn là 45k một cái, mua 10 cái tặng một cái kèm free ship nữa. Là giá rất là phải chăng rồi anh em ha. Đó là kính Covid ha. Khá nãy giờ thì khoảng 435 anh em đã vô xem rồi. À, ok, xin chào anh Tây Môn Lê. Cái Automat này lát em sẽ giới thiệu một lèo luôn anh em nhé, cho nó nhanh.
nha. À, tiện thì cũng là kính luôn, thì em giới thiệu cho anh em, với những trường hợp anh em cảm thấy cái này nó còn giá cao thì em có thể mua cái phân khúc thứ hai, anh em mua kính mỏng hơn. Đây, kính mỏng hơn khi mua về thì nó sẽ như thế này em nha. Đó, thì anh em phải bóc cái lớp ở bên ngoài ra, nó sẽ có một cái lớp bảo vệ nha. Thì anh em bóc cái lớp bảo vệ ra thì nó sẽ trong như thế này. Mọi người có thể quan sát qua đây nha, nó rất là trong, thấy chưa? Nhìn giống như không có gì luôn này, em thấy chưa? Nó trong suốt luôn ha. Nó là một cái lớp kính mỏng thôi. Đó, một cái lớp kính mỏng để cho mình bảo vệ mắt ở một cái chế độ nhẹ, để mình vẫn có thể chống mưa được, chống bụi được, chống những cái mạt mà nó bay với vận tốc nhẹ thôi nhá. Còn anh em muốn an toàn thì em nên dùng loại này. Cái này thì nó cũng hỗ trợ cho anh em trong cái vấn đề phòng chống Covid được. Đó, giá thì nó rẻ hơn nhiều so với kính này anh em ha. Kính này thì giá nó anh em mua lẻ thì chỉ có 15k thôi. Đó, gọng kính đồ đầy đủ trong suốt ha. Và anh em mua nhiều thì giá nó rẻ lắm. Ví dụ như anh em mua 5 cái thì giá nó chỉ còn có 60k thôi. 5 cái 60k nha. Đó thì giá nó chỉ còn có 12.000 một cái. Còn anh em mua 10 cái thì nó sẽ có chế độ cực kỳ tốt, là bên em sẽ hỗ trợ free ship kèm theo giá là chỉ có 100k thôi. Mua 10 cái giá 100k mà còn bao ship nữa thì anh em biết nó rất là rẻ rồi. Đó, tại vì ship cứ cho là 30.000 đi ha, thì mình trừ đi thì nó còn là khoảng 70k, thì mình chia ra 10 cái thì có phải là giá của nó chỉ có 7.000 một cái không, đúng không? 7.000 một cái thôi. Còn em mua lẻ thì đương nhiên rồi, mua lẻ có một cái thì giá của nó là 15.000. CV 3 pha 150A giá nhiêu anh? Dạ hiện tại thì 150A hình như là trong đây không có rồi, đa số là nó là 50A thôi, cho mình xài gia đình thôi nha, không có automat công nghiệp ha. Anh Trường Bùi ơi, anh có phàn nàn là cái chất lượng video nó hơi mờ, thì ở đây em kiểm tra trực tiếp thì chất lượng video ok anh nhá. Nếu như mà thứ nhất kiểm tra là đường truyền mạng của anh, thứ hai là anh bấm vào cái phần bánh răng anh cài đặt lại cho em độ phân giải là 720 nha. Hay Hàn Quốc có chưa? Dạ anh Phúc Thịnh Đinh ơi, hôm trước thì em có về được khoảng 6 bao bao khay nhựa Hàn Quốc, em chất cao lên tới cái tủ kia kìa. Hôm nay nó đi hết rồi. Khay nhựa xanh xếp nó cũng hết rồi nha. Em giữ được vài cái để dùng thôi. Khay nhựa xếp hết rồi, em chỉ còn được giữ ở đây để khay nhựa vàng thì em còn ở đây để dùng thôi. Còn lại thì em đã bán hết rồi, anh em chờ lô sau giúp em nhé. Hiện tại do dịch nên hàng nó rất khó về. À, kính loại 1 nếu anh mua 5 cái kính dày thì giá là 45k nhé. Kèm theo là bên em sẽ bao ship cho anh ạ. Hàng ship code toàn quốc anh nhé, nhận hàng rồi anh kiểm tra anh thanh toán nhé. Hiện tại là 528, anh em đang xem livestream còn kéo cắt tôn không shop. Dạ, anh Duyến Hà có hỏi. Kéo cắt tôn dạ còn anh nhá. Kéo cắt tôn thì anh mua một kéo cắt tôn của GS thì em sẽ tặng thêm cái móc khóa đa năng này cho anh. Đó, phần quà nhỏ nhỏ thôi. Cái móc khóa này thì nó chỉ có mười mấy nghìn thôi, để em gỡ ra. Đây. Cái này anh em có thể treo móc khóa nhé, nó bằng thép. Cái này em có thể mở ốc hoặc là khui bia hoặc là rạch những cái kiện hàng cái tới, thì anh em làm cái khóa gì thì anh em làm, em cứ tặng cho anh em vậy. Cái này thì kéo này nó giá nó chỉ có 95k thôi nha, kéo GS ha. Đó, kéo GS. Kéo này là kéo cộng lực cắt tôn anh em nhé. Kéo cắt tôn cộng lực rất là sắc bén luôn, rất là ok luôn nha. Nói chung không lo phải lo về chất lượng, về cắt tôn là ngọt luôn ha. Giá chỉ có 95k, tặng cho anh em thêm một cái móc ở đây. 522 người à, ok, cảm ơn anh Huỳnh Hồ Trong. Còn đèn 5 cánh không? Đèn 5 cánh mình còn đúng không Hoàng Anh? Anh Tinh Vũ có hỏi đèn 5 cánh còn không? Bánh xe kế bên luôn. Kiếm kiềm mở phe tấm nhôm Phong ơi. Dạ kiềm mở phe ở đây, tiện em lên luôn cho anh nhé, cho nó gần. Những câu hỏi cơ nãy thì em có vừa đọc rồi, từ từ em sẽ trả lời cho anh em. Tất cả những sản phẩm ở trên đây từ từ em sẽ trả lời theo lần lượt anh em nhé. Ok, qua Automat đi. Automat thì nó nhiều lắm anh ơi, em sẽ giới thiệu từ từ nhá. Chứ còn em mà giới thiệu hết tất cả Automat thì ở đây thì nó sẽ rất mất rất nhiều thời gian, nên em cứ giới thiệu từ từ nhá. Có máy trà tường không Phong? Dạ không có máy trà tường anh ơi. Shop có,
máy pin bù lông không? Dạ không có, anh ngừng ngô nhá. Có bác vừa hỏi về kìm cắp phe. Đây, kìm cắp phe đây. Tấm nhôm thì hôm nay không có nha anh nhá, chỉ có kìm cắp phe thôi. Anh vừa hỏi kìm cắp phe và anh vừa hỏi tấm nhôm. Đây. Đây là mẫu kìm cắp phe của Critter. Đây này, nó vừa gắp phe trong và vừa gắp phe ngoài luôn. Anh em về thì nhớ bó cái năm cái cột cái lò xo này lại nhé. Cái bản này thì để tránh cho vấn đề nó bị mất lò xo thì anh em nhớ cột cái lò xo lại nhé. Cái đấy là em lưu ý với anh em là như vậy. Còn cái kìm là thì khi anh em mua một cái kìm này thôi thì anh em sẽ gắp được cả phe trong lẫn phe ngoài luôn nha. Cái này nó gắp cả phe trong phe ngoài luôn. Đó, đầu này gắp phe trong, còn đầu này gắp phe ngoài. Đó. Nó cũng khá là dày đó, anh em có thể nhìn ở bên này này, khá là dày. Nó làm một chất liệu thép nên khá là cứng nha. Đó. Kim này thì em bán trước đó em đã từng bán rồi nha. Đó, giá thì nó vẫn như cũ thôi anh em. Giá hiện tại là 145k một cái anh em nha. Anh em nào mà mua một kìm gắp phe thì em sẽ tặng một bàn chải này. Lưu ý là em chỉ áp dụng cái này trong vòng 3 ngày thôi nhé. Chương trình khuyến mãi này em chỉ áp dụng trong vòng 3 ngày thôi. À. Kìm cắp phe nè. Anh em mua một kìm cắp phe thì em sẽ tặng cho anh em một bàn chải sắt nhé. Bàn chải sắt này để đánh răng ai khẩu nghiệp này. Ok. Em đùa anh em chút thôi. Tiện đây thì em sẽ giới thiệu luôn anh em với cái bàn chải sắt này luôn nhé. Anh em mua một kìm cắp phe giá 145k. Thì em tặng thêm một bàn chải sắt, bàn chải đồng. Cái này bằng đồng chứ không phải bằng sắt anh em nha. Em có thể quan sát ở trên đây. Thì bàn chải này mình bán giá sao Hiền nhỉ? Hình như là 15k đúng không? Đó. Bàn chải này thì nếu em bán lẻ thì giá của nó sẽ là 15k nhá. Rồi bán lẻ một cái mà, anh em mua có một cái thôi. Thì giá của nó là 15k. Còn anh em muốn rẻ thì anh em mua 5 cái nhá. 5 cái thì giá 60k, tức là 12k một cái nha. Còn anh em mua 10 cái, nếu anh em nào mua 10 cái thì giá là 100k, tức là 10.000 một cái ha. Đó là giá của bàn chải đồng hôm nay. Bét phun xương số 4 giá sao anh? Dạ bét phun xương hiện tại số 4 em đang hết, bây giờ chỉ còn bét số 3 thôi ạ. Bao ship không? Dạ anh mua kèm với những cái sản phẩm, như anh mua kèm kính bao ship thì ví dụ anh mua cái kìm hoặc cái này em sẽ bao ship. Tại vì nó nhẹ anh hiểu không? Nó không vượt quá cái cân nặng cho phép thì em sẽ vẫn bao ship cho anh nhá. Ví dụ anh mua 5 kính này, rồi anh mua thêm một kìm cắp phe thì anh sẽ được bao ship. Hoặc là anh mua 5 kính rồi anh mua 10 bàn chải sắt, em bao ship cho anh. Hoặc là mua kèm một bàn chải em cũng bao ship, tại vì nó nhẹ mà. Bơm đó dùng cho bét phun xương 8 ly được bao nhiêu bét sóc? À cái bét 8 ly thì em chưa dùng bao giờ anh ơi. Bơm đơn và bơm đôi thì nếu anh dùng cho bét số 3 nhá. Em chỉ hỗ trợ cho anh ở cái bét số 3 thôi, bởi vì em hay dùng bét số 3. Bơm đơn này anh có thể dùng tối đa cho 50 bét số 3 à, và khoảng 30 mét ống. Đó. Còn bơm đôi này nếu anh dùng bét để phun xương thì có thể chạy trên 100 mét. Bét 3 để tưới thì anh có thể dùng trên 100 mét vẫn được, cho khoảng 50 mét ống trở lên nhé. Lên thước đo anh Lộc Trần. À tiện gần đây thì em lên thước đo luôn nhá. Có bán anh 10 cái cống chống Covid loại 1. Ok, 10 kính Covid thì em báo giá rồi anh nha. Làm của anh là 45k nha. Nhân cho 10 em sẽ bao ship cho anh và em sẽ được tặng một kính nha. Mua 10 tặng 1 kèm với ship anh ha. Là 450 á. À có anh hỏi về thước đo, thước đo Kabushi hôm nay em còn có bằng này cái thôi nha. Hết rồi là hết luôn đó, em không có nhập dòng này nữa đâu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Còn mỗi loại này thôi à Hoàng Anh. Đó còn một loại 5m thôi anh nhá. Hôm trước nó về 3m và 7m, 5m. Một cái thước của Kabushi, một cái nhãn hiệu rất là quen thuộc với nhiều anh em rồi. Kabushi, đây nha. Kabushi thì còn không còn lạ gì nữa. Thương hiệu rất là quen thuộc ở Việt Nam rồi. Con này sẽ dài 5m anh em. Thước bản lớn ha. Đây. Bản này 19mm anh em nha. Nào, 5m. Ngon lành. Thiết kế rất là đẹp nha. Nói chung nói về thiết kế của nó rất là đẹp. Giá cả thì
cũng ok thôi, 5m thì anh em xem giá của nó chỉ có 60k thôi. Mẫu mã khá đẹp, thương hiệu thì quen thuộc rồi, giá 60k. Có bộ tiếp của Nhật không bạn? Giá bơm đôi anh Duy. À, tiếp của Nhật thì không có nha anh Thanh Việt Võ. Giá bơm đôi, anh Duy Đoàn Phạm có hỏi về giá bơm đôi. Dạ, bơm bơm đôi không bao gồm nối. Xin lỗi anh em. Bơm đôi mà không bao gồm nối á, như thế này này. Đầy đủ như thế này của Cylinder 12V nha anh em nha. Giá sẽ là 260 nha. Còn bơm đơn thì giá sẽ là 150 ha. Bơm đơn Cylinder như thế này, 12V ha. Thùng đồ nghề anh ơi, thùng nhựa đồ nghề, à thùng đựng đồ nghề. Anh Hiếu Nguyễn có hỏi thùng đồ nghề. Cái thùng đồ nghề là Hiền check coi giá bao nhiêu Hiền ơi. Mình còn có một cái duy nhất thế này. Cái này hình như có cái vỏ mà. À có cái tem luôn. Cái thùng đều này em check giá rồi lát em báo lại nhá. Này có cái model của nó ở đây luôn này. Có bán tuyếp 1/2 không anh? Dạ có anh ơi, tuyếp 1/2 có hàng nhá. Hiện tại là 694 anh em đang xem livestream. Ở đây chỗ em nó mới mưa xong, ếch nhái nó kêu mà lem á. Anh em cố gắng nghe nhá. Để ý xem coi có video có tiếng không nha. Mất tiếng phải báo ăn ngay nha Hoàng Anh. Có bác hỏi tiếp 1/2 đúng không? Tiếp 1/2 đây. Cái bảng giá đâu rồi Hoàng Anh? Ô, hôm trước bố vợ bà hỏi là tìm cho cái tiếp 1/2 32mm mình có nè. Mình có 32 không ta hay là có 30 thôi? 27-30 chưa có giá hả? Thùng đầu nghề Haden 310 hả? Ok. Ở đây các bác xem giúp em nhá. Đây là tiếp bù lông 1/2 của Haden. Đây nè. Đó. Tiếp của nó đây, 6 cạnh nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ha. Tiếp 1/2 chuẩn luôn. Đó. Cái này hàng này nó xuất sang nhiều nước nha anh em nha. Xuất sang Pháp này, ES này. À, cái này hình như là gì em không rõ lắm, Thái hay gì đó mà im BOC đây. Em có các cái cỡ như thế này, em xem giúp em nha. Có 1 cỡ, 2 cỡ, 3 cỡ, 4 cỡ, 5 cỡ, 6 cỡ, 7 cỡ, 8 cỡ, 9 cỡ, 10 cỡ, 11 cỡ, 12 cỡ, 13, 14, 15, 16, có tới 16 cỡ cơ. Đó, về căn bản là nó sẽ mới và nó đã trong cái bọc như thế này. Hàng chữ dập chìm của Haden nha. Haden thì hiện tại nó đã có mặt tại Việt Nam rồi. Có nhà phân phối, có đại lý cửa hàng cũng như là hệ thống bảo hành sản phẩm rồi ha. Ở đây các cái kích thước và giá em để trên đây nhá. Anh em tự tham khảo rồi có nhu cầu thì anh em liên hệ trực tiếp hai số điện thoại em để trên video anh em nhá. Hai số điện thoại em để ở trên ngay trên tiêu đề video đó. Có cần câu không anh? Bông gấu hỏi cần câu thì hiện tại bên em không có anh nhá. Em chưa có cần câu. Đây là giá của những cái đầu tiếp bù lông 1/2 nhá. Ví dụ 8mm thì giá là 10k thôi. 9mm giá 10k, 10mm giá 10k. Em thấy giá rẻ không? Giá rất là rẻ luôn. Đó, từ 8 đến 13 là 10k, 14 là 12k. Đó. 18 là 15k, 16, 13k, 19, 15k. Sao giá rẻ vậy ta? Có nhầm lẫn gì ở đây không? Chỗ cái giá nhưng mà rẻ vậy. Có nhầm đây là giá nhập không vậy? Anh nghi đây là giá vốn đấy chứ. Chứ mà đồ gì mà 13 mà giá có 10k vậy. Trời ơi. Cái này là phải để xem lại nè. Hay ta. Giá này là giá gì? Tồn kho 13. Đấy à. Ok ok ok. Trời ơi. Toàn bán rồi bán giá vốn vậy thì chết. Thôi. Anh em cứ lên đi, cái này em đang bán xả hàng ra mà. Không sao cả. Hơi rẻ thật, đúng rồi, hơi rẻ thật luôn chứ không phải hơi rẻ đâu bác ơi. Nhập vào 9k bán vào ra 10k thì lời 1000 vậy chết. Bây giờ một cái hộp bìa cắt tông 20 30 giờ em đặt đó. À 30 40 hiện tại hôm nay em đặt bìa cắt tông để đóng hàng đây cho các bác, giá của nó hiện tại là 10k lẻ mấy. Rất rất là đắt rồi.
Và các bác tưởng tượng là đóng một cái bìa cắt tông nhỏ nhỏ thôi nó đã 3-4 nghìn rồi, chưa kể tiền băng keo, tiền công nhân viên nữa, bán vậy chưa kể là bom hàng nữa các bác. Gửi đi là đâu phải 100% đơn nó nhận đâu đúng không, có đơn hoàn nữa. Rồi, chia sẻ với các bác ngoài lề chút thôi, xin lỗi các bác nhá, mất thời gian của các bác. Đầu kẹp mũi khoan em có chưa? Dạ chưa có anh ơi. Dạ hiện tại là 756 người, cảm ơn anh Huỳnh Hồ Trong nhá. Anh vào xem livestream xong anh đếm người giúp em cũng được. Cảm ơn anh. Không cần phải mua hàng đâu ạ, các bác vào xem ủng hộ em với lại góp ý cho em cũng vui rồi ha. Có cần câu không em có trả lời anh Bông Gấu rồi nhá. Có bánh xe không shop? À nãy giờ có nhiều anh em hỏi bánh xe, anh Phạm Nhật lại hỏi bánh xe tiếp đúng không? Bánh xe thì hiện tại em có bánh xe đây. À bánh xe thì nó như hôm trước thôi các bác ơi. Bánh xe em về được một lô ha. Lô này thì giá cũng rất là êm luôn. Bánh thì nó sẽ có hai mẫu cho các bác lựa chọn nhá. Nếu các bác lựa bánh đẹp ạ. Ví dụ các bác lựa như thế này gọi là bánh đẹp này, các bác thấy nó đẹp không? Hàng đẹp nó khác hẳn đúng không? Đó là 350k một bộ nha. Bánh xe của Hàn Quốc các bác nhá. Bánh xe là bánh xe công nghiệp chịu tải của Hàn Quốc. Đó có hãm, họ có hãm phanh. Nó sẽ có hai loại nhá. Bánh bát trụ này, bánh bát trụ nó chỉ có một lỗ cho các bác bắt thôi. Đó, còn đây là bánh bát tứ. Bánh bát tứ với bánh bát trụ thì giá nó ngang nhau nhá. Đều là 300 và 350. Nếu anh em lấy bộ cũ, bộ xấu ấy, thì nó sẽ là 350. Bộ đẹp. Trách lộn giá à, bán giá vốn đúng không? Thôi kệ đi, bán giá vốn thì không sao. Sao? 3/8 hả? Đúng rồi, cái này của 3/8 nhưng 1/2 giá sao rẻ vậy được. Trách lại cho anh đi. Cái này nó của 3/8 này, toàn. Các bác ơi, lát này em sẽ công khai lại cái giá này nhá. Xin lỗi các bác, tại vì cái này nó sẽ có 3/8 và 1/2 này. Thằng em nó không biết, nó trích giá của 3/8 nha. Đó, cái này là giá của 3/8 các bác ơi. Bù lông nó có hai loại trên đây. Từ nãy em quên mất là em chưa có giới thiệu với các bác là ở trên đây nó có 3 hệ 3/8 và 1/2. Đây là bảng báo giá của 3/8 nha. 1/2 lát nữa em sẽ đưa lại nha. Đây là chuẩn 1/2 các bác này. Còn 3/8 đây là các bác này. 3/8 đây này, nó nhỏ hơn các bác thấy chưa? Xin lỗi các bác nha. Đó, nó có một cái chút nhầm lẫn ở đây. Cái này là 3/8. Đúng rồi, cái này 3/8 mà. Bên này là 3/8 nè. Có vài cái 3/8. Cái này là 3/8 nè. 1/2 đây nè các bác này. 1/2 nó to hơn này, thấy không? 1/2 nó lỗ nó to hơn nha. 3/8 lỗ nó nhỏ hơn. Đó. Lát nữa em sẽ đưa bảng giá 1/2 ra nha. Xin lỗi các bác vậy. Bác nào xài hệ 3/8 thì mua 3/8, các bác nào xài 1/2 thì các bác lên một bộ 1/2. Có cái bóp hút xăng dầu đúng không không? Dạ đúng rồi anh. Đúng rồi nha anh Thanh Chí Nguyễn nha. À bánh xe em báo rồi ha. Bánh xe này thì em xin nhắc lại với các bác là bánh xuất xứ của Hàn Quốc nha, chịu tải một bánh là 300 kg nha, một bánh chịu tải 300 kg, bốn bánh chịu tải là 600 kg ha. Bánh có thể xoay 360 được các bác nha. Phần này xoay 360 được. Có thể kích được kích khóa bánh được nha. Ví dụ các bác thấy em đang xoay cái cam cam này này, thấy chưa? Khi mà xoay xong á thì cái đế cao su này các bác thấy nó lồi ra chưa? Khi nó lồi ra cao hơn cái bánh thì nó sẽ hãm cái bánh lại, không cho bánh trôi nữa nha. Nó có thể cố định lại được. Phần thân bánh có thể xoay 360. Những cái bánh này của Hàn Quốc nó rất là đắt tiền bác nha. Nếu các bác mua mới thì giá của nó phải rơi vào đâu đó cả triệu một bánh đấy, không phải rẻ đâu. Còn đem bán cho các bác là một bộ, giá nó chỉ có 300k thôi, giá đó là giá ve chai đó. Chứ các bác mua mới, các bác mua triệu không nổi tiền đâu. Một bộ này mấy triệu đó. Các bác không tin thì có thể liên hệ vào các cái công ty mà nó bán cái loại bánh xe này này, nó báo giá cho các bác xem. Một bộ bánh này toàn là 3-4 triệu không á. Có khóa chia từ 4-42 không? Dạ cái đó thì bên em không có anh ạ. Không có anh nhá. Quạt đi bác. Quạt. Quạt sò em báo rồi nhá. Quạt này thì giá quạt nóng. Quạt nóng xài cho cánh 30. Quạt của York Johnson các bác nhá. Của Mỹ. Xài cánh 30 điện 220 công suất 30W nhá. Giá là 190k. Quạt sò em báo rồi, bác xem lại giúp em. Nhàn TV 467 781 người. Ok bác, hiện tại là 812 rồi, ở bên này của em báo 812 rồi. Hiện tại là hơi ít đấy các bác. Chứ có thể do dịch nên anh em ít xem, đang bận rộn chống dịch chẳng hạn. Thì những cái bữa mà đông đông của bên em có thể lên tới 1.500, 1.600, 1.700, 1.800.
Còn ngày trước kỷ lục thì 2000 mấy. Có mạch công suất không bạn? Dạ, bên em không có mạch công suất anh nhá. Có tham mơ hẹn giờ không Phong ơi? Dạ có anh ơi. Hẹn giờ cơ hoặc là hẹn giờ wifi anh nhá. Hẹn giờ hẹn giờ điện tử hoặc hẹn giờ bằng wifi đều có anh nhá. Điện 220. Anh có đầu chuyển khoan thành cắt không anh? Dạ cái đó không có Huỳnh Hồ Trong nhá. Mũi khoan HSS hiện tại hết hàng anh nhá. Hết hàng. Đây, em lên cho anh em cái này. Có nhiều anh em hôm trước hỏi về chống giật đúng không? À chống sét. Chống sét đây nào. Chống sét ở đây thì Hoàng Anh ơi em báo cái chống sét này lên cho mấy đứa số lượng này. Nó chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ở đây nó có 12 cái nha các bác nhá. Đó. Giá chống sét thì em bán cho các bác giá vay chai thôi. Giá rất là rẻ. Chống sét lan truyền nha. Cái này của Hàn Quốc anh em. NTC. Sugex. Con này của Hàn Quốc này. Em check của Hàn Quốc giá rất là mắc luôn. Các bác mua mới con này giá nó phải 400-500 ngàn đó. Còn em bán cho các bác giá con này thì giá là 150 thôi nhá, 150k thôi. Còn bình bình các bác xem người ta bán đồ bãi thì con này người ta bán cũng trên 200 rồi. Còn em bán cho các bác con này thì giá nó chỉ có 150 thôi. Giá rất là rẻ luôn. Chống sét nha các bác nha. Lắp cho hệ thống điện để bảo vệ hệ thống điện nha. Giá em ghi trên đây nha, 150k nha. Một con. Đó, hiện tại trên đây là có được 12 con. Hết hàng thì các bác phải đợi lâu sau rất là lâu đấy. Chống sét này của Hàn Quốc các bác nha, hàng tháo tủ công nghiệp của Hàn Quốc nha. Phanh thử bánh xe lên, em vừa mới quay rồi đó bác. Em lấy cái bộ bánh xe em quay cho nó kích lên hết hành trình cho anh đi Hoàng Anh. Nước để đâu ấy Hiền? Ba con chống sét Khanh Khanh. Ok, cảm ơn anh Khanh Khanh nhá. Anh Khanh Khanh có đăng ký ba con chống sét, anh liên hệ trực tiếp giúp em ba số, hai số điện thoại em để trên tiêu đề anh nhá. Ngoài ra thì em có gắn link một vài sản phẩm ở phía dưới phần mô tả cho các bác rồi. Ở dưới nó có mấy chục đường link của Shopee đó. Những cái đường link nào chết thì em sẽ gắn lại sau nhá. Các bác có thể vào trang website của phongdiy.com hoặc các bác lên Shopee các bác tìm hàng các bác mua cũng được. Nếu các bác nào có mấy cái voucher giảm giá hoặc free ship thì các bác mua trên Shopee cho nó nhanh ha. Còn ly cách nhiệt không bác? Ly cách nhiệt em còn có mấy ly thôi? Vài cái thôi ạ. Bác có mua thì bác liên hệ nhanh nhá. Chúng tôi thì không còn hàng đâu ạ. À xin phép các bác em uống miếng nước nhá. Nãy giờ nói khát nước quá. Chống sét là trời đánh hả Phong? Dạ đúng rồi, trời đánh đó anh. Có camera chống trộm không anh? Camera chống trộm thì do dịch nên nó tạm hết bác nhá. Tạm hết vài ngày. Nếu như sắp tới mà xe tải nó có thể chạy trong nội thành thành phố được á thì hàng nó có thể về được. Chốt hai chống sét, à một bác chống 3, một bác chống 2 là còn 5 cái rồi, còn 7 cái nữa thôi. Ai chốt chống sét thì liên hệ giúp em nhá. Xin phép các bác em uống miếng nước nha. Pin lithium giá bao nhiêu? Em uống xong miếng nước rồi em trả lời các bác tiếp chứ khát nước quá. Các bác thấy nãy giờ em uống cả 1/4 chai nước rồi đó. Xin lỗi các bác nha. Pin xanh lithium các bác nha. Dung lượng đợt này em test rất là ok luôn. Bao nhiêu các bác test 2000 đó. Pin xanh Lysen 18650 xả 10C 20A dung lượng trên 2000. Nội trở thì thấp nhất là 12 các bác nhá, trung bình là 14 15 16 17 18. Viên cao nhất là có thể 25 nhưng mà ít lắm, đa số là nội trở là từ 18 17 14 20 thôi. Máy khoan bắt vít giá bao nhiêu? Máy khoan bắt vít hiện tại em hết hàng rồi bác ơi. Chống sét lắp sao anh Phong? À em sẽ làm một cái video hướng dẫn cho anh em lắp chống sét sau nhá. Còn bây giờ thì em chưa hướng dẫn được. Em sẽ gửi các bác nào mua hàng thì em sẽ gửi video cho các bác cách lắp đặt ha. À cho bác nào rành thông số em sẽ đọc cho các bác thông số nè. Con này của NTC. Đây, vôn của nó sẽ là 320 - 20.
Đó, khoảng giải là 320V đó. Mắc của nó là 220KA nhá. Đây, in của nó là 10K. Cái này như là up 2.5. Cái chống sét này em còn chưa rành lắm đâu các bác. Đó, em chỉ báo thông số cho các bác thôi. Hôm sau thì em sẽ tìm hiểu và làm cho các bác một cái video để các bác lắp đặt theo cho nó dễ nha. Còn bây giờ em chưa có thời gian để làm cái đó đâu. Chống sét là các bác lắp ở đầu nguồn điện nhà các bác á nha. Chốt hai chống sét kiểu này âm chống sét rồi, nãy giờ các bác chốt chống sét nhiều quá, giá nó chỉ có 150K thôi, em nghĩ là chắc là âm rồi đó. Em báo với đứa đi Hoàng Anh, chốt chống sét cẩn thận âm á nha. Có thức kẹp không em? Dạ không có anh nhá. À, pin pin đã báo ra. Pin các bác mua lẻ thì giá là 18,5K một một viên anh em nhá. Pin thì giá thị trường rồi. Trên Shopee có link cho các bác đó. Hiện tại trên Shopee em có bán khoảng 7.200 viên rồi đó. Dạ đồng hồ vạn năng thì không có anh Vạn Huy ơi. Rồi em lên tiếp cho anh em cái automat này nhá. Cứ trả lời anh em như thế này thì chắc đến sáng mai em không view xong hàng đâu. Hiện tại thì đây là trước mắt các bác sẽ là automat chống giật của các cái hãng. Như là ở đây có hãng của LG nè, TS nè, TS nè, LS thì không có, đa số dép này, dép là hàng nội địa của Hàn các bác nhá. Nào, con rất là to và nặng, con này nó nặng phải hai con là gần 1 kg rồi các bác ạ. Nha. Đây là automat 30A chống giật bản lớn để cho các bác nào làm tổng ở kho xưởng nhá, khu làm việc. Ở đây nó còn có con của Hyundai nữa này. Hyundai đấy các bác thấy chưa? Còn em bán cho các bác thì em cứ bán ngẫu nhiên thôi, chứ các bác gọi điện vào mà các bác bảo là chốt con Hyundai thì em chịu rồi. Tại vì cả trên đây nó chỉ có một con Hyundai thôi. LG cũng vậy này. LG thì nó nhiều ha. Con SKE này thì hầu hết đều là hàng tốt sử dụng trong cái thị trường của nội địa Hàn Quốc này. Nó có logo nội địa Hàn Quốc này, tiêu chuẩn Korean Standard ha. Cái này là 30A, tất cả trên đây 30A các bác nhé. Giá của nó chỉ có 130K thôi. Đó, dòng rò của nó ở đây để em cho các bác xem dòng rò của nó là nó vừa để là 15 mA các bác này. 15, còn trên đây là 30 mA. Đây là cái thông số dòng rò của nó nha. Đó. Hai con nó đều để là 15 đến 30 30 mA này. Mà trên đây thì nó lại không có chỉnh giải, trên đây có nút test các bác nhá. Rồi, giá của một con là xong rồi đó. Xin chào 841 anh em đang xem live stream nhá. Anh em nào chưa bấm like thì dành 1 giây ra bấm like giúp em với ạ. Nãy giờ em xin like anh em mấy lần mà like ít quá. Có 832 anh em xem mà chỉ có 166 người like à. Lên cưa máy em tham khảo chốt một quả anh Phong ơi. Comment trôi nhanh quá. Dạ đúng rồi, hiện tại 800 mấy rồi anh ơi. Cưa gì ta? Anh hỏi cưa gì ta? CB chống giật. Nói chung là tất cả những cái hàng này em bao cho anh em xài trong vòng 1 tuần, bao chống nhật 1 tuần hết. Đó, lỗi một là đổi một hết nha. Hàng, nhận hàng, kiểm tra thanh toán. Đó. Ê, anh em không phải lo về chất lượng, hàng này toàn là hàng tháo tủ của Hàn Quốc không à. Còn đây là Automat nội địa Hàn này anh em này, tháo tủ công nghiệp này. Mấy con này là vừa chống, hai con này là chống chập này. Con này là 3 pha, con này 1 pha, bỏ riêng ra này. Con này vừa chống giật vừa chống chập. Con này cũng vừa chống giật vừa chống chập này. Còn ba con này cũng vậy này, LCB. Đó, con này cũng vậy này. Như vậy anh em sẽ có ở đây là tổng cộng sẽ có 4 con. 4 con là vừa chống chập vừa chống giật nha. Ở đây sẽ có 3 con là chống giật thôi nha. Cái dòng này nó chống giật thôi anh em nha. Còn con này vừa chống chập vừa chống giật nha, và vừa chống quá tải luôn đó. Còn con này là chống giật và chống quá tải thì anh em có thể xem ở trên đây có chữ Made in Korea nha, hàng nội địa của Hàn Quốc luôn, 50A. Hàng này chống giật 3 pha anh em nha, lắp cho công tơ 3 pha, tải của nó là 30 à 50A thì dư cho anh em xài các cái thiết bị rồi ha. 50A mà tà điện ở đây nó lên tới 460 này là anh em mắc điện 3 pha 380 của mình bình thường nha.
460, cái là điện áp tối đa của nó này, điện AC. Ốc thì anh em mua em sẽ gắn ốc đầy đủ cho vài con này, khi về nó rớt ốc ra, nhưng mà khi anh em mua thì em sẽ gắn ốc đầy đủ cho anh em nha. Một con chống giật 3 pha của Hàn Quốc như thế này thì giá sẽ là 180k anh em nha. 180k. Hàng này nó không có nhiều đâu. Trước anh em hay hỏi nhưng mà bây giờ nó mới về nè. Còn con này là vừa chống chập vừa chống nhật anh em nha, nó chỉ có 4 con thôi. Hàng LCB là anh em biết rồi ha, là vừa chống chập vừa chống nhật. Cái nút này để test chống chống chập này. Ví dụ anh em gạt lên như vậy nha, không cần câu điện vào, nhấn nút phát tự nhảy. Nè. Nút này nó âm quá. Để em kiếm cái nút cao cao để em test cho anh xem này. Đó, thấy không? Sau đó anh em gạt xuống là nhảy lên là được nha. Cái đó là test chống chập. Còn đây là chống giật luôn. Chống giật thì con này do nó là điện công nghiệp tải cao nên nó sẽ là dòng đò của nó sẽ là 100mA. Thực ra thì 100mA này nó là rất là nhỏ đấy em ha. Con chống chập và chống giật 3 pha này giá của nó là 250k nha. Còn dòng này là 180k nha. Hoàng Anh ơi, em báo cho mấy đứa là con vừa chống chập vừa chống giật này giá 250 nào. Chứ ở ngoài anh em mua một con automat 3 pha thôi nó đã mớ tiền rồi, chứ đừng nói là chống nhật. Mà chống nhật mà vừa chống chập nữa mà giá chỉ có 250k thôi thì em nói với các bác là giá quá rẻ. Nó chỉ có 4 con thôi, các bác phải nhanh chân nha. Còn automat ở trên đây thì nó có nhiều, các bác nhìn nó về rất là nhiều. Nhưng mà nó nhiều cái tải khác nhau các bác nhá. Chống nhật 1 pha, chống nhật 1 pha lúc này em có báo giá cho anh rồi. Nếu anh mua mà dạng cóc á thì nó sẽ có 3 cái phân khúc cho anh lựa chọn. Đây là chống chập một pha ăn hỏi nè. Đây là 45k nha, đồng giá 45k cho dòng automat chống giật cóc của Hàn Quốc. Ở trên đây có nhiều thương hiệu lẫn lộn như là của Daco, LG, LS hoặc Su nha. Những cái thương hiệu rất là quen thuộc. Rồi. Mấy con này sẽ là tải của nó, bên khay này là tải 15A các bác nhé. Thì giá của nó chỉ có 45K thôi. Đó là chống chập một pha, à chống giật một pha. Còn đây là chống giật một pha. Dòng này là 20A này. Giá của nó hiện tại là 50K các bác nhé. Bao tất cả là bao chống giật hết nha. Hàng bao xài bảo hành cho các bác 1 tuần, lỗi 1 đổi 1. Cứ lỗi là em đổi cho các bác thôi ha. Hàng bao lỗi mà, nên các bác cứ yên tâm xài thôi, giá thì bao rẻ rồi. Còn đây là dòng 30A, dòng rò của nó thì rơi vào tầm khoảng từ 15 đến 30 ha. Đó. Con này là 60A bác, 60K các bác này. Đó là các cái dòng một pha mà automat cóc. Còn con này là không chống nhật các bác nhé. Con này chỉ là cầu dao automat cóc thường thôi của Nhật nhá. Riêng dòng này là của Nhật này. Hàng bãi Nhật nha. Đấy. Con này thì em bán cho các bác giá nó chỉ có 25k thôi. Thấy không? Điện thì nó để là 110, các bác cứ xài 220 bình thường nhá, bởi vì con này nó để điện áp tải thôi, không phải là điện áp hoạt động, bởi vì trong nó không có bo mạch. Nha. Nó không xài bo mạch như con này có bo mạch. Thứ nhất là các bác phải cắm đúng đầu, cắm ngược đầu nó cháy các bác nhá. À có một lưu ý khi các bác xài chống giật cho tất cả các loại automat chống giật ở trên đây này, có một cái lưu ý. Các bác về cắm giúp em là để cái này cho nó thuận mắt nha. Đấy các bác nhìn thấy chữ line này chưa? Khi các bác để thuận mắt các bác đọc được các cái chữ này, nó không có bị ngược. Để như vậy là bị ngược này, không đọc được chữ này. Còn để vào gọi là thuận mắt. Thì đầu trên sẽ là đầu vào các bác nha. Đầu dưới thì sẽ là đầu ra à. Mình đấu sai á, các bác mà đấu điện AC vào ở đây là nó cháy này, nó nổ luôn nha. Hôm trước có một bác thợ điện gọi cãi với em, thế là em live stream em cắm cho xem luôn. Không biết các bác là thợ điện kiểu gì, bảo là em là thợ điện em cắm ngược làm gì có cháy. Đây đúng, các bác làm thợ điện các bác cắm cái này nó ngược nó không cháy, nhưng mà các bác cắm cái này vào mà ngược là nó nổ đùng đùng ngay nha. Ở đây em cắm ngược nó nổ hoài chứ gì nữa. Khi mà test không may lâu lâu các bác mãi nói chuyện nó bị nhầm á, là nó nổ như thường. Tất cả automat ở trên đây thì em đã test cho anh em rồi, nên anh hoàn toàn có thể yên tâm và xài thôi nha. Hàng lỗi 1 đổi 1 trong 1 tuần, nên anh em cứ yên tâm mà xài thôi. Con này là automat bản lớn các bác này, 20A nhá. Thì nó đồng giá là 80k các bác nhá.
Giá rất là rẻ luôn các bác thấy, giá tôi bắt chống giật mà rất là rẻ luôn. Bác nào lấy 30A thì giá cũng 80k nhá. Ở trên này nó có hai bản, đa số là của LS và LG hết. Các bác có thể nhìn hai cái hãng này thì quá nổi tiếng rồi. À, nào. 30A và 20A nó đồng giá hết các bác nha. Rồi, 80k thôi. Thợ mới ra nghề, anh Hữu Đặng. Dạ vâng, đúng rồi. Tiện đây đang là automat thì em sẽ, nó chỉ còn có vài loại thôi. Các bác cố gắng giúp em đi, em like cho nó hết đi ha. Ở đây nó về một cái loại automat này nè. Automat này là nhiều các bác săn nhất này. Bữa giờ nó cháy hàng này. Hôm nay nó về thì về được khoảng mười mấy con thì các bác mua nhanh nhá. Không thôi là nó lại không có hàng nữa. Bây giờ dịch là nó rất là khó nhập mấy cái loại hàng này anh em. Đi đi về về không được, bãi nó cũng đóng cửa hết rồi. Hàng này là 200k các bác nhá. Vì sao nó mắc như vậy thì bởi vì nó là hàng vừa chống giật, vừa chống chập, vừa chống quá tải luôn. Cái này là nó dùng cho khu vực làm việc thì tuyệt vời luôn. Bác nào hay làm việc mà thường các bác thấy là automat chống giật á thì nó không có chức năng chống chập đúng không? Chống giật là chống giật, chống chập là chống chập đúng không? Nhưng con này nó tích hợp vừa chống giật vừa chống chập luôn. Đây các bác xem, đây là dòng EBS và LCB. Nó có ba cái nút. Đây, như con này là LCB nè các bác thấy chưa? Dòng LCB thì nó vừa chống chập vừa chống dập luôn. À, nút test em test cho các bác xem này. Đó, các bác thấy chưa? Là cái cảm biến chống chập của nó đang còn hoạt động đó. Bị chập điện là nó sẽ nhảy ngay. Ở trên đây thì nó sẽ có những cái hàng, thì các bác có thể để ý trên là hàng của Metz và đây là của LS này, Metz. À, dưới nó đề chữ LS các bác nhá. Và lâu lâu còn cái hãng của Daco, nhưng tất cả trên đây đều là hàng chống giật và chống chập cả. Và cái công suất tải của nó sẽ là 30A các bác nhá. 30A thì giá là 200k nha. Đó. Còn 40A đến 50A thì giá là 220k nha. Chốt 20 cái nhé. Anh Hải Danh, nếu anh chốt số lượng 20 cái thì em sẽ hỗ trợ bao ship cho anh luôn nhá. Anh liên hệ trực tiếp hai số điện thoại em để trên tiêu đề video đó. Còn dòng này là chống chập một pha này. Nếu bác nào xài hệ một pha mà chỉ muốn chống giật thôi á, chống giật thôi á, thì các bác mua hệ này cho nó rẻ này. Con này giá 150k ha, 150k. Đây, dòng này là 50A các bác nhá. Tải cao. Nó thích hợp cho anh em làm áp ở xưởng á, là 50A là thoải mái rồi nha. Xưởng nhỏ nhỏ thì 50A là thoải mái rồi. Còn đây là át chống chập này. Các bác có thể mua hai con này. À đâu, con này nó chỉ có 20A thôi. Dòng 20A này bác nào lấy thì giá là 80k các bác nha. Cái dòng này á, nó chỉ là chống chập thôi các bác này. Chống chập thôi. Nếu các bác lắp với chống giật thì các bác lắp thêm con này nữa cho an toàn nha. Còn không thì các bác mua loại này, vừa chống chập vừa chống giật luôn. Còn không thì để an toàn hơn thì các bác mua hai con, một con chống chập, một con chống giật. Đó, các bác lắp vào cho nó an toàn. Chứ các bác biết là rất là nhiều vụ bị cháy nhà hay là bị chết người do điện giật nha. Điện giật hoặc là chập điện rất là nhiều luôn. Rồi, đấy là em đã công khai cho các bác hầu hết tất cả các cái giá của sản phẩm liên quan đến automat rồi. Em view xong mà em cũng choáng váng luôn. Bây giờ em sẽ chuyển sang những cái sản phẩm khác cho các bác nhé. Xin lỗi vì mất thời gian của các bác này. Chống chập, chống giật SD máy hàn nó sử dụng được không? Chống chập và chống giật. Như nhà em để automat chống chập thì em vẫn dùng máy hàn bình thường bác nhá. Em hàn bình thường. Có đèn không? Dạ, đèn hôm nay thì nó chủ yếu là đèn điện và đèn tích điện thôi bác ạ. Đây các bác nhá, em báo lại giá cho các bác về cái vụ lúc nãy là cái đầu bù lông. Cái đầu bù lông 1/2 của Hedden các bác nhá. Đây là bảng giá của 3/8 nha. Còn đây là bảng giá của 1/2 này, các bác xem kỹ giúp em nhé. Nó có 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 23, 27, 30, 32.
Đó, 21 có luôn. Đây là bảng giá của nó đây nha. Đó, cách nào cái này em thấy sai sai các bạn. Đây, giá của 3/8, đây là giá của 1/2. À, 3/4 và đây là 1/2 nha. Cho em lấy một chống giật xài gia đình. Chống giật xài gia đình thì anh lấy khoảng 50A. Đó, vậy là được rồi. Tùy vào cái nhu cầu công suất của mỗi nhà xài nhiều xài ít mà mình căn cái công suất tải anh nhá. À Hoàng Anh ơi, cho anh cái bảng giá của cái ấy đi. Này, anh gửi qua nhóm rồi thế. Mở group lên, trời ơi. Bảng giá lẻ của Lục Giác em sẽ view cho bác trong phút mốt thôi. Giờ em đi view cái này cho các bác này. Có bác hỏi là có cái bóp hút chất lỏng đúng không? Cơ đại có các bác nào hỏi đúng không? Có đây bác này, mà nó còn có bằng này thôi nha các bác nha. Cứ về đến đâu là các bác mua hết đến đấy rồi, đâm ra là các bác phải chờ thêm 3-4 ngày nữa nó mới có hàng. Dịch như vậy thì hên xui. Cái này là cái bơm bóp, em cứ gọi là cái bơm bóp. Các bác bóp cái gì thì các bác bóp nha. Cứ bóp là nó bơm. À, bóp rất là êm luôn. Thì căn bản của nó sẽ hoạt động như thế này. Đó. Em sẽ hướng dẫn sơ cho các bác nhá. Hôm trước em có test trực tiếp luôn rồi đó. Các bác có thể xem lại video cũ. Còn cái này em hướng dẫn cho các bác đơn giản này. Ví dụ các bác muốn hút xăng, hút nước hoặc hút dầu trong một cái can, đúng không? Thì bình thường mình sẽ cắm cái này vô rồi các bác hút ở đây đúng không? Các bác bỏ miệng các bác hút ở đây. Hoặc các bác dùng máy. Nhưng mà hút có một tí thôi mà các bác dùng máy thì nó rất bất tiện. Mà hút bằng mồm thì nó dơ. Không may nó ọc vào mồm các bác thì phải đi xúc ruột cũng mệt. Rồi phải... nói chung nó rất khó chịu. Thì các bác cắm cái này vào bình xăng. Rồi các bác chỉ cần bóp thôi. Bóp một cái thôi nha. Bóp một cái thôi là được rồi. Đấy, bóp một cái thôi là tự động nó hút nước xuống. Còn bóp một cái mà không được thì các bác bóp hai cái nha. Bóp hai cái là nó tự động nó hút nước xuống rồi. Hút rất là nhanh luôn. Cái bơm bóp này thì giá của nó là 50k thôi các bác nha. Các bác có thể mua kèm những cái sản phẩm khác để nó giảm cái phí ship đi nha. Cái này nó rất nhẹ thôi ha. Hiện tại là 868 anh em đang xem livestream. Cảm ơn 886 anh em. Hôm nay chắc dịch nên ế. Nhưng mọi khi giờ này toàn là 1.200, 1.300, 1.400. Ờ, các bác chắc đang trên đường về quê rồi. À đây, giá Lục Giác đã có rồi các bác nha. Tổng cái này hình như là 135k thì phải. Em cộng tổng cái này lại coi đúng không 135k không? Em lên cho các bác Lục Giác bảng Nhật nè. Giá phải nói các bác là giá siêu rẻ luôn á. Em nói thật với các bác luôn. Cái Lục Giác Nhật này các bác chưa biết cái ưu điểm của nó đâu. Bao nhiêu? Đúng rồi. Giới thiệu với các bác là Lục Giác bảng Nhật này của A này. Các bác thấy chưa? A Make in Japan, nó có chữ Make in Japan ở đây. Nhưng mà do cái buổi tối nên các bác nhìn không rõ, chữ rất nhỏ. Cái này là Lục Giác Nhật bãi. Hàng rất là xịn luôn. Các bác mà xài thì bao cho các bác xài tòe đầu luôn á. Vặn là chỉ có hư ốc thôi chứ bảo là vặn mà hư cây Lục Giác này hơi khó. Cứ hỏi tại sao em bán chậm. Bán chậm là bởi vì các bác mua có một lần nó các bác xài mãi nó không hư. Đây này. À, cơ này em còn giới thiệu với các bác rồi nha. Ở trên thân của nó từ cây 3 đến cây 10 thì nó đều có chữ Make in Japan hết ha. Lâu lâu nó còn lẫn cây của KTC nữa. Đây này các bác thấy chưa, chữ A này. A này. Đấy, Make in Japan ở đây nha, cây này cây 10mm. Các bác thử lên mạng, các bác check thử coi. Bộ Lục Giác mà 9 cây của A á, thì giá của nó phải rơi vào từ 700 đến 900 nghìn một bộ nha. Một cây 10mm này giá của nó là 200 mấy rồi nè. À, còn các bác xem em bán là cây 10, em bán có 35k thôi. Hàng rất là đẹp nha. Giá rất rẻ các bác nè. 3 là 10, 15, 20, 25, 30, 35. Rất dễ nhớ luôn. Bộ của nó sẽ gồm 6 cây. Từ 3, 4, 5, 6, 8, 10 nha. Một bộ này á, nếu các bác mua đủ 6 cây này em sẽ bao ship cho các bác luôn. Đấy. Bao ship luôn. Là giá của nó là 135k nha các bác nhá. Được bao ship luôn. Phí ship nó đâu đó là 30.000 rồi đó. Thấy không? Chứ các bác mua đâu, các bác thử lên mạng các bác thử đặt một cây Lục Giác A số 10 này coi. Về tới nhà các bác mà dưới 200k em làm con các bác luôn. Nếu các bác mua hàng hãng công ty. Bác nào mà mua được cây số 10 hàng hãng có vỏ, có tem đàng hoàng á mà về
về dưới nhà mà dưới 200k một cây em làm con các bác. Còn đây em bán hàng bãi nha, không so với hàng mới, giá chỉ có 35k thôi, cây số 10. Đấy, giá rất là rẻ, hàng này thì bao cho các bác xài luôn. Bác nào mà xài thì có thể cho ý kiến phía dưới nha. Xài thì chỉ vặn, chỉ có gãy ốc với lại trờn ốc thôi, chứ còn bảo hư nó hơi khó. Chốt thùng đồ nghề nhé. Thùng đồ nghề 310 anh ơi. Thùng đồ nghề kia 310 nhá. Tí em view cho các bác. Tiện đây là có 3 con máy cắt cỏ Rawi 18V hàng bãi nè. Cho bác nào xài hệ 18V các bác mua về nghịch chơi nhá. Giá thì giá ve chai thôi. Mua mới nó triệu mấy đâu mà em bán cho các bác giá 400k này. Hàng bãi nhá. Đấy, body nó hơi nát một chút nhưng mà vẫn xài tốt, 400k nha. Free ship chứ. 400k là còn free ship nữa các bác này. Cái ship đâu đó 50 rồi, giá còn có 350, coi như các bác mua con động cơ. À, đời thủa như ai bán con máy cắt cỏ cầm tay sùng pin này giá 350 bao giờ đúng không? Phí ship 50.000 em bao ship cho các bác rồi, chưa kể công đóng hàng băng keo rồi công nhân viên này nọ đấy. Giá này là giá xả giá lỗ vốn cho các bác luôn nha, còn có 3 con duy nhất thôi. Máy cắt cỏ dùng cước mini của Rawi hệ 18V giá 400k bao ship, chỉ còn có 3 con thôi, các bác liên hệ sớm đi ạ. Liên hệ muộn là hết hàng nhá. À đây. À bác nào mà mua máy cắt cỏ thì các bác có thể xài tiện luôn, các bác mua luôn con này cho em này. Em bán rẻ cho các bác luôn. Một con máy thổi lá 18V. 18V của Rawi nhá. Bác lấy mấy con này em để giá cho các bác xá 650k bao ship luôn. Máy thổi lá này xài rất sướng nha, giá rẻ. Chứ các bác đi mua mới thì giá của nó phải trên triệu. Đây. Hàng xài tốt các bác nha. Còn mười mấy con ấy xả hết cho các bác đi. Xả vốn cho các bác cho nhanh. 600k một con. À 650k một con bao ship nha. Thùng đồ cơ này các bác nào hỏi nè, 310 hả Yên? 310k thùng đồ của Hedden các bác nha. Thùng đồ rất đẹp, màu xám nè. Thấy chưa? Nó thì xài được. So với giá tiền thì các bác cứ yên tâm, 310k. Đấy. Bữa nhậu thôi. Các bác có một cái thùng đồ rất đẹp, màu cam phối xám như là một cái màu của Hedden rồi. Đây em còn sót lại một vài cái đồ của Hedden nha, trước đây em có làm đại lý của bên này. Đó, nói chung cho các bác đựng ba đồ vặt vặt được, giá 310k nha. Kích thước em bán cho các bác này 18 này, 40 nè, nhân 20 nhân 18 nhân 40 các bác nha. Giá 310k một con duy nhất thôi, chỉ có một cái duy nhất thôi nha. Rồi hiện tại đã lên được 972 anh em đang xem live stream rồi. 18V là cái gì kìa, anh Hữu Đặng hỏi gì kìa. Còn rùi ra để điện thoại lỡ em là sao ta? Ổ cắm đi. Ổ cắm có không ta? À ổ cắm lát em view cho nhá. Để em view nốt cái con khoan to khổng lồ này coi nào. Các bác Hoàng Anh ra đây anh nhờ chút nào anh. Cầm cho anh cái này cái để anh view con đục bê tông siêu to khổng lồ này coi. Con này thì hàng siêu khủng luôn các bác nhá. Hàng khủng dành cho bác nào làm công trình. Cái giá cho các bác sẽ rất là ưu đãi luôn đấy. Em nói các bác là không ai bán rẻ qua em con này hết á. Không có ai ở Việt Nam bán rẻ qua em hết. Khẳng định với các bác luôn, con này em bán là rẻ nhất Việt Nam rồi. Đây, lên cho bác một con là mới tinh spring luôn nha. Len keng spring luôn. Cái này của Hedden, hàng chính hãng các bác nha. Nó có đầy đủ khóa, rồi dầu, nhức đầy đủ hết rồi, full phụ kiện luôn. Điện của nó là điện 220, hàng mới 100%, chưa có bút siêu luôn này các bác thấy chưa. Em sẽ bút siêu thay các bác ạ. Nha. Rồi em sẽ đóng gói lại cho các bác xem. Ui trời ơi nó nặng. Các bác sẽ được tặng một cái thùng đồ đi kèm với em nó. Cái này thì dành cho những bác nào làm công trình thôi, chứ còn gia đình thì chẳng mua cái này về làm chi cả. Đấy, các bác sẽ được tặng hai cái đục to chà bá lửa luôn, một con nha. Úi trời, cái đục của nó thì các bác phải nói là quên đời. Một cái đục bạt và một cái đục tròn dẹt. Đây, các bác thấy chưa? Đục khủng long nha. Con này là hạng nặng này.
Ây dồ. Đây, các bác xem nha. Nè, đục của nó phải nói siêu bự luôn các bác này. Siêu bự, siêu to khổng lồ, rất là đẹp luôn. Nói về mẫu mã của nó thì thôi các bác phải nói là quên đời luôn nha. Đó, các bác thấy chưa? Hết con máy của nó luôn rồi. Một gang, hai gang, ba gang, đâu đó là 65cm ha. 65cm. À, đây là kê đục của nó, nhìn rất là hoành tráng các bác nhá. Có nhớt nhớt các bác bơm ở đây, có mắt nhớt luôn. Thiết kế của Harden thì các bác khỏi phải bàn rồi nhá. Thiết kế rất đẹp, hầm hố ha. Nè, đục khổng lồ. Rồi giờ nói về cái công suất của nó. Thì đây là cái model cho các bác check giá này nhá. Bác nào thích check giá thì các bác check cái mã này, Harden 750832. Giá của nó thì thị trường hiện tại là giá khoảng 3 triệu nha. Giá khoảng 3 triệu. Đó là giá thị trường. Logo rất đẹp. Thông số của nó đây các bác nha. Điện 200 đến điện 240 điện 1 pha. Công suất của nó là 1400W. Công suất khá là ok đấy. Nói chung là máy là bao xài cho các bác. Hàng mới tinh 100% luôn nha. Rồi, em cất cho các bác con này. Sau đó em báo giá cho các bác giật mình luôn. Con này thì quá đẹp rồi, full mới 100% rồi, cất vào cho các bác. Con này giá của nó đây các bác này, giá là 2950, nhưng mà các bác biết con này nó nặng 21 kg, em sẽ bao ship cho các bác luôn nha. Phí ship của con này 21 kg, không giá phí ship của nó không phải 150 rồi, riêng phí ship của nó phải 150 là ít nhất rồi, 150-200 thì tiền phí ship rồi. Đó, coi như em bớt cho các bác, giá nó chỉ còn, các bác lấy cái này các bác trừ cho ít nhất cho em 150 đi, thì giá của nó chỉ còn có 2,8 triệu thôi, đúng không? Giá rẻ nhất Việt Nam rồi đó. Không ai dám bán con này mà bao ship đâu các bác ơi, phí ship nó nặng lắm. Nha. Ok, một con duy nhất thôi, con đấy em chỉ có một con duy nhất thôi nha, không có con thứ hai. Bác nào cảm thấy mà ok thì bác mua đi. Đảm bảo với các bác là giá rất là tốt rồi đó. Không có ai ở Việt Nam này dám bán con đó giá tốt hơn đâu. Bắt ếch đi hả? Nó còn ếch nó to mồm quá, mày ra mày đập cho nó bớt kêu đi cái Hiền. Nó kêu cứ mà lem mà chết. Hoàng Anh cho em ra em cầm đá em khu 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 cho nó im đi cho anh. Cái giờ nó đến giờ này nó to mồm quá trời to luôn. Không, em cứ mở cửa ra em cầm đá em ném bút su bu cho anh đi. Ổ điện bãi Nhật không em? Dạ hôm trước có nhưng hôm nay hết rồi anh ơi. Có hàng kích điện 12 là 20 không anh? Dạ hiện tại thì không có ạ. Chốt một con automat chống chập 50A. Dạ, anh liên hệ trực tiếp hai số điện thoại giúp em nhé. Có dây điện 29m không bạn? Dạ có anh ơi. Dây điện 29m ở đây anh nhá. Hôm trước có 17, 18 cuộn em bán gần hết rồi nè. Đây. Ở đây em còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuộn nhá. Cuộn này là cuộn dây điện là Hataja 29m của Nhật các bác nhá. Make in Japan luôn. Ha. 29m là các bác biết nó rất là dài rồi, cuộn Euro dây điện. Dây nó trong trong, ba lõi các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Có automat chống giật luôn ạ. Muỗi nhiều quá, đưa cho anh cái vào lấy cho anh cái vợt muỗi nào. Anh nói thật đấy Hoàng Anh, em ra em cầm đá em ném xuống ao đi cho nó bớt mồm đi cái. Nhà em ở cạnh nhà có một cái ao có phải không? Trời mưa này ếch nó kêu rất to. Automat 30A hiện tại giá là 60k nhá, bảo hành 1 tuần lỗ 1 đổi 1. À, quay trở lại với cái cuộn dây điện này. Là hàng bãi nên nó sẽ bị dính xi vào hồ. Các bác cứ thấy là nó là điều đương nhiên. Em sẽ bao cho các bác là mấy cái này rulo của nó sẽ ngon lành. Dây điện sẽ không có chắp vá nối nha. Automat chống giật thì đang còn chạy bình thường. Đây bên trong nó có automat chống giật này. Đấy anh em làm công trình thì nó an toàn nha. Làm công trình gia đình thôi. Còn em làm công trình lớn thì em phải mua dây lớn hơn ha. Em cứ soi đèn em cầm đá ném bừa ông ao. Hiền ơi vào lấy cho anh cái vật muỗi coi nào. Ở đây sao chưa thấy vật muỗi nhỉ? Hiền đi lấy vật muỗi đi em. Muỗi nó bay tùm lum tà la đây luôn nè. Có đèn năng lượng mặt trời không Phong?
Nãy giờ muỗi nó đốt em quá trời, với con muỗi bay đâu rồi? Dám đốt tao. Tiện đây quảng cáo vượt muỗi cho anh em luôn nha. Muỗi nãy giờ đốt em quá trời luôn. Em có bán vượt muỗi nha anh em nha. Đấy nè. Vượt muỗi nó về rồi nè. Cách đây 2-3 hôm anh em nào mua mà hết hàng em liên hệ lại. Bởi vì mấy cái này nó hay hết hàng thất thường lắm anh em. Mỗi lần em về được vài chục cây thì cứ về rồi lại đi, về rồi lại đi. Vượt muỗi thì nó sẽ có màu trắng và màu xanh đen. Chống chập 30k. Có anh ơi, có chống chập 30A có nha. Anh xem lại video giúp em nha. Về vật muỗi em giới thiệu tiếp nè. Nó gồm 3 phụ kiện nha. Một dây sạc micro USB. Các cái này về bác cắm vào cục sạc điện thoại rồi cắm vào sạc thôi. Con này nó sử dụng sạc dây nên các bác sẽ tiện sạc hơn. Chứ còn cầm cái này xong nó có thò lòi là cái điện 220 cắm nó vừa nguy hiểm mà nó sạc nó nhiều khi mình cắm vào cái ổ điện ấy nhìn nó ghê ghê kiểu gì ấy anh em. Không, có trẻ con nữa thì hơi nguy hiểm. Đấy, có con muỗi đang đậu người em này. Để em giết nó luôn. Đó. Đấy, các bác nghe nổ chưa? Đang giới thiệu vật muỗi mà dám bay vào đây. Mày hả? Mùa này mùa mưa nên chỗ em nó hơi nhiều muỗi các bạn. Giới thiệu tiếp với các bác nha. Đây là cái jack sạc micro USB của nó này. Con này nó xài hệ đây này. Em vượt luôn cho các bác xem này. Đấy, đấy. Muỗi này nhiều ghê luôn. Này. Mày. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy. 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 Ok. Không, nó vẫn bay ở đây. Dây điện 29m thì nếu bác mua thì giá nó sẽ dao động từ 1 triệu 2 các bác nhá. 1 triệu 1 đến 1 triệu 2 một cuộn nhá. Cuộn vừa vừa thì 1 triệu 1, cuộn đẹp hơn thì 1 triệu 2 nhá. Giá chưa bao gồm phí ship bác nhá. Phí ship thì 670k, 70k, 80k tùy các bác. À, cái này em giới thiệu thêm với các bác này. Nó có này vẫn bay này. Bay. Đây nó có cái đèn bắt muỗi này các bác thấy chưa? Khi các bác bật cái chế độ này lên thì nó sẽ thu hút côn trùng cũng như là ruồi muỗi vào buổi tối ấy. Và nhớ khi các bác xài chế độ này thì các bác cắm sạc vào giúp em nhá, vừa cắm sạc vừa bắt muỗi nhá. Ha. Rồi. Còn lại thì các bác cứ xài như bình thường. Nó có sẽ có 3 chế độ này, tắt này, bật thì các bác bấm nút này nó sẽ sáng lên nha. Đó, đây nó có một cái đèn báo. Các bác sạc xanh thì nó sẽ báo, à sạc đầy nó báo xanh lên. Cái vật muỗi này hiện tại bên đang bán là 145 đúng không Hiền? Ok, 145k cho các bác nhá. Đó, để em xem con muỗi nào đây em vượt cho các bác xem. Nãy giờ em vượt chết một đống rồi. Máy tỉa cành đi Phong ơi. Mình có máy tỉa cành không ta? Có đó Hoàng Anh. Em lấy cho anh hai con máy tỉa cành trong kia ra đi. Ờ. Cho xem bình inox Phong ơi. À, anh Bảo Đặng đây, bình inox đây, đầy luôn anh. Bình inox em có view ở video trước rồi nhá. Anh Bảo Đặng anh xem video trước giúp em đi. Anh vào video trước anh xem lại nhá. Đó, em có view hết, báo giá hết mấy con này cho anh rồi đó. Búa hát à? Búa hát. Búa hát em còn mấy cây đó bác này. Cái này giờ em chẳng nhớ giá đâu. Các bác chụp cái ảnh lại rồi báo mấy đứa nó báo giá cho nha. Chứ bây giờ em chẳng nhớ giá nữa, bán nhiều quá mụ giá rồi. Có cây này thì đề giá 180 này. Cây này nhựa thủy tinh này, sợi thủy tinh này. Cây rìu này thì giá 250 này. Đó, bao ship này. Còn cây này thì em không nhớ giá lắm, cây này cũng vậy. CB chống giật em lên rồi anh ơi, anh xem lại video cho em nhá, cho anh mới vô đúng không? CB chống giật nãy giờ em lên quá trời luôn rồi, em báo giá hết rồi đó, từng loại một rồi đó nhá. Anh xem lại video cho em đi. Bình hơi nhỏ. Đi anh.
Bình hơi nhỏ. Bình hơi nhỏ giá 650k nhá. Anh có thể xem lại những cái video trước của em. Thùng đựng phù tùng có bao ship không Phong? Dạ không anh ơi. Đây, có cái sản phẩm này cho quý anh chị em xài này. Già xài cũng được, trẻ xài cũng được, mà thanh niên xài cũng được nha. Trai xài cũng được, mà gái xài cũng được. Hôm nay thì sau em sẽ về cái sản phẩm này. Em đã giới thiệu trong cái video trước rồi. Đây là cái sản phẩm hoàn toàn mới luôn. Cái này nó mới xuất hiện duy nhất một lần thôi. Đây là lần thứ hai em review cái sản phẩm này. Nó sẽ có 5 cái phiên bản cho các bác lựa chọn với 5 màu sắc các bác nha. Là bạc, là silver này, màu gold là màu vàng này, vàng đồng ha. Đó. Và màu đỏ, black, màu đen cũng như là hồng. Cho anh mượn cái điện thoại coi nào. Đây, về căn bản khi các bác mua về á thì nó sẽ như thế này nhá. Nó xếp gọn như thế này, các bác có thể bỏ vào túi để đi du lịch rất là tiện. Mọi người có thể mua để làm quà tặng. Các bác là nam thì có thể mua quà tặng cho vợ, hỏi các vợ thích màu gì. Mua quà tặng cho vợ nhá. Mình xem live stream thì mình cũng có cái gì làm quà cho vợ. Đây. Cái này nó rất là tiện anh em nha. Sau khi mình mở ra rồi á thì mình có thể để cái điện thoại của mình lên như thế này. Đấy, mọi người thấy chưa? Mình có thể điều chỉnh được cái góc độ của nó này. Mình có thể điều chỉnh được góc độ của nó là nghiêng bao nhiêu. Đây, để đứng được nha, để nằm được ha. Và giải thích với các bác là vì sao nó thiết kế cái khe này này. Khe ở giữa này này là khi anh em cắm sạc vào chẳng hạn. Cắm cái dây sạc vô thì anh em vẫn để trên đây được, không bị vướng nha. Thấy không? Ví dụ cái khe sạc của mình nằm giữa này, anh em cắm anh em để lên đây này, nó cũng không bị vướng nha. Vẫn để, vẫn sạc điện thoại bình thường, vẫn xem bình thường ha. Anh em nào có thể mua tặng bạn gái, mua tặng vợ, hoặc là người yêu, hoặc vợ mua tặng chồng cũng được nhá. Hoặc là mua tặng bố mẹ mình cũng được. Các bạn gái thì sẽ thích màu hồng, sẽ đủ các cái màu cho anh em lựa chọn. Hoặc là anh em mua màu tùy, mình thích màu nào mình mua màu đó. Màu đỏ cho mệnh hỏa này anh em này. Đấy, màu đen. Đấy. Gì? Để lên thử đúng không? Đây, ví dụ giờ em đang cắm sạc các bác nha. Ví dụ em đang cắm sạc này. Thấy chưa? Đây, đang cắm sạc nha, em để lên cho các bác xem này. Ngon lành cành đào luôn. Đây, ngon lành cành đào luôn. Chết. Đấy, các bác thấy chưa? Để lên bình thường ha. Đó. Cái này nó bằng nhôm các bác nha. Bằng nhôm sơn anode rất đẹp. Đấy, các bác nhìn rất là đẹp, thiết kế rất là đẹp luôn. Rất là sang trọng luôn. Ở đây thì em có đi khắc ít logo lên rồi. Đấy, cái này em đang xài này. phongdy.com này, logo của em đây. Cái này em có đi nhờ khắc ít logo lên rồi các bác. Đấy, chưa khắc xong. Còn đa số ở trên đây là không có logo nhá. Các bác mua thì em cứ để không logo. Đấy. Sau này thì em sẽ có dịch vụ khắc tên theo yêu cầu, nhưng mà hiện tại thì chưa có nhá. Bác nào khắc tên người yêu hay khắc tên cha mẹ hay con cái gì đấy thì em sẽ khắc cho. Còn hiện tại thì chưa có nha. Giá của nó thì ở trên đây là 110k. Đấy, giá ở đây các bác nha, 110k thôi. Hàng nhìn thiết kế rất là sang trọng và cao cấp. Bằng nhôm các bác nha, sơn anode với nhiều loại màu. Đấy, cái này thì em thấy là hầu như ai cũng có điện thoại thông minh rồi. Bây giờ ai cũng có thể sử dụng được. Mình mua làm quà tặng cũng được nha. Hoặc mua một cặp, hai vợ chồng hoặc người yêu cùng dùng ha. Xin chào 913 anh em đang xem live stream. À, em đang mải giới thiệu một sản phẩm mà cũng có nhiều anh em là muốn giới thiệu sang sản phẩm khác. Thì em cũng có nói ở đầu video cho anh em thông cảm rồi ha. Khách đông mà, em phải giới thiệu từ từ. Em hỏi còn bộ dao không Phong? Dạ, bộ dao hết rồi nhá. Dao hết rồi nhá. Pin em báo rồi ha, pin 18.5 ngàn một viên. Ba lô hàng về đủ nha bác Phong. Cảm ơn shop bác nhiệt tình. À, cảm ơn lời khen của anh Hoàng Lê. Cảm ơn anh đã ủng hộ shop nha. À đây 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 đây. Ổ cắm nó còn được một ít là các bác này. Em mang với cái phích cắm chuyển Nhật ra. Đây đây, ok ok.
Vừa nãy có bác hỏi ổ cắm Nhật đúng không? Đây có ổ cắm Nhật bãi đây. Đây là ổ cắm suốt Nhật các bác nha. Ổ cắm suốt Nhật đạt cái tiêu chuẩn của Nhật luôn. Tiêu chuẩn ZIT. Đây nè. Đấy. Nó sẽ có điện không? Cắm vào chứ. Có điện. Cắm có bị nổ không? Làm nổ đùng đùng khách để giật mình chết. Đây cắm vô. Vít kg còn không? Anh Sĩ Nguyễn hỏi vít kg còn không? Dạ còn anh ơi. Để em view xong cái này rồi em view cho anh nhá. Đây vít của anh kế đây thôi nhá. Vít của anh đây. Em view xong cái này đã. Nãy có bác hỏi ổ cắm Nhật, em tưởng hết rồi thằng em lại mang ra. Cái này bác nào hôm trước mà em báo hết thì bác liên hệ lại nhá, nó không còn nhiều đâu. Cái này em sửa lại được một ít. Tại vì hôm nó có bị mất cái hạt này nè các bác này. Thì em lấy hạt của cái ổ này em gắn sang ổ kia. Để về trong quá trình vận chuyển nó bị mất cái hạt này này. Thì em cứ lấy từ cái hạt này em gắn sang cái hạt kia thôi. Nó dễ thôi nha. Nên thành ra là mình sửa được một ít. Chứ không là phải vứt đi hơi phí. Cái phích cắm này chuẩn Nhật xài rất là sướng luôn các bác nha. Bác nào đang xài các cái hệ điện của Nhật thì các bác xài cái này. Còn mấy bác nào mà xài hệ Việt Nam thì tốt nhất các bác đừng đụng vào đây làm gì cho nó phức tạp. Cái này chủ yếu dành cho anh em yêu hệ Nhật thôi. Người ta xài âm ly, người ta xài đồ điện Nhật ấy, người ta xài con này rất là tiện, rất là sướng luôn. Nói chung xài đồ mà hệ Nhật thì nó sướng lắm. Các bác về nha, các bác lấy cái phích cắm các bác cắm vào đây này. Là các bác thấy nó khác hẳn luôn. Xem qua lời của em nói có đúng không. Xài các bác xài, cắm cái này nó không có bị sạc điện các bác hiểu không. Nha. Ví dụ như thế này. Em sẽ lấy cho các bác. Đấy, nó rất là chặt các bác thấy không? Em rút ra không được luôn, rút một tay em rút không được luôn. Nó rất là chắc các bác nha. Đây, em sẽ lấy ví dụ cho bác này cắm vô không bao giờ nó bị sạc điện nha. Không bao giờ nó bị tóe điện nha. Yeah. Cắm nó rất là chặt. Nè, cầm đừng có nói chuyện nó bị rơi ra nha. Không bao giờ nó rơi ra đâu. Thấy không? Rất là chắc. Thì cái hệ này khi các bác cắm vào nó sẽ không có bị sạc lửa. Đấy. Nó có 6 cái công tắc. Có 6 cái đèn led màu xanh. Các bác có thể tắt từng cái một đi. Tắt, 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 tắt đi nha. Đấy. Và nó có cái loại phích cắm này cho các bác chuyển. Ví dụ bác thấy là hệ Mỹ và Nhật đa số nó xài cắm dẹt đúng không? Nhưng mà Việt Nam mình thì hay xài ổ tròn. Nên em sẽ bán kèm cho các bác cái này để các bác chuyển từ cái ổ cắm tròn này để mình cắm vào đây này, các bác thấy chưa? Cắm vào đây nha. Đấy, em bật lên cho các bác xem. Thấy chưa? Do cái phích cắm là cái chuẩn của nó rất là dài nên nó hở ra một tí, còn thường cái cắm ngắn ngắn thì nó sẽ vừa khít luôn. Đây là ổ cắm chuẩn lớn mà. Đấy, các bác thấy chưa? Chân to đùng, chân nồi cắm điện các bác cắm vào đây cũng được. Cho các bác nào là dạng như mình không có đó nha, không có chân dẹt thì các bác xài hệ chuyển. Thì cứ một cái phích em bán lẻ là 15k các bác nhá. 15k một cái. Các bác nào mua 5 cái giá 60k. Các bác nào mua 10 cái thì giá 100k 10 cái. Mua càng nhiều càng rẻ. Gì? Ổ này hả? Ổ này 85k các bác nhá. 85k một ổ. Còn có mấy ổ thôi. Còn phích cắm này em báo cho bác rồi. Một cái 15, 5 cái 60 ha. 10 cái thì 100. Đó, tí em cất cái này vô nha. Các bác có thể mua kèm với ổ cắm đúc và phích cắm đúc này. Ổ cắm này thì 7 lỗ các bác này. Giá 65k có đai này, bản nhựa trong này, bao bì đầy đủ nha. Đấy, xài cho cả hệ Nhật, hệ Mỹ, hệ Trung, hệ Úc thì được hết này. Chân chéo của Úc này. Chân ba của Nhật này. Còn cái phích cắm đúc này thì giá là 25k nha. Có chống xét bãi không anh? Chống xét bãi đây này nhưng mà em nghĩ chắc là hết rồi nha, hết hàng rồi. Bác lợi lô sau thôi. Lô sau thì khoảng nửa tháng sau có hàng nha. Chống xét nãy giờ em thấy người ta chốt nhiều lắm rồi, chắc hết hàng rồi. Vừa có bác hỏi về vít cân ký có hàng bác nha. Vít cân ký của bác đây. Vít cân ký không tem mình còn đâu.
Xin lỗi các bác nhá, các bác thấy không, một buổi tối em livestream em phải uống hết cái bình nước này. Khát nước quá, em xin phép các bác cho em 10 giây em uống nước cái nhá. Gần hết bình nước à? Ok được rồi Hoàng Anh. Viết cân ký của bác đây, bác hỏi viết cân ký thì có luôn. Hôm trước em có đếm cho các bác xem rồi đó. Ở đây bác nào mua pH 3 thì em lựa ra cho ít, nó chỉ lẫn được một ít pH 3 vào đây thôi. pH 3 thì cứ 15g một cây các bác nha. Nếu mà các bác bán mua lẻ thì là 12g một cây như thế này. Hàng đi qua của Mỹ các bác nha. Rồi lẫn cây pH 3 vào này. pH 3 cứ 15g một cây, vì pH 3 giờ nó hiếm rồi, không giống như ngày xưa nữa. Đó. pH 3 mở ốc to, pH 1 mở ốc nhỏ và pH 2 mở ốc chuẩn, ốc tầm trung nha. Thì đây, các bác sẽ thấy là 1 kg nó sẽ được hơn 100 đầu như thế này. Hôm trước em đếm đâu đó nó rơi vào tầm 104, 106 đầu gì đấy, nhớ vậy. Thì 1 kg như vậy là 500k bao ship các bác nhá, 500k bao ship. Thì các bác tính đi, phí ship em cho là khoảng 1 kg khoảng 50.000, dưới 50.000. Đấy, 35 đến 50.000. Cứ cho là 500k đi. Thì nó chưa tới 5.000 một đầu này các bác, chưa tới 5.000 một đầu này. Mà các bác nhìn nó xịn chưa? Đầu này hiện tại thì shop nào bán rẻ nhất cũng phải 10.000 rồi. Còn bán chung chung thì anh em hay bán là 12 15.000 một đầu nhá. Cái đầu này khi nó mới xuất hiện nó còn giá của nó còn 35 40.000 một đầu cơ. Còn giá trị thực tế của nó nếu anh em mua một cặp này này thì nó phải em nhớ hình như 80 mấy ngàn một cặp. Đó. Nếu mà giá chuẩn của nó nhá. Các bác có thể check giá mới tại hãng. Còn ở đây em bán cho các bác em bán theo cân. Cái này vài bữa nó cũng không còn hàng nữa đâu các ơi. Em còn bấy nhiêu đây thôi, hết rồi là nó hết luôn, các bác có hỏi cân nó cũng chẳng còn đâu. Nha. Thì đó là giá của Gvit cân ký. Các bác có thể lấy lẫn lộn. Nó có mẫu trung nè, mẫu 15cm nè. Mẫu màu đen nè. Thấy không? Mẫu màu đen 15cm nè. Rồi, màu xám đồ đầy đủ luôn. Thấy chưa? Dài 9 và dài 5. Đây. Các bác có thể tính theo cân. Lấy đồng, mỗi thứ tí về các bác làm đại lý, các bác bán lẻ, bán sỉ gì đó. Ở đây cứ bán vậy cho các bác nha. Tùy các bác thôi, giá của nó bằng nhau hết mà. Cân ký thì giá của nó như nhau hết. Anh em mua lẻ thì cũng có luôn nha. Mua lẻ thì giá của này 12, trung 9 thì 15, dài thì 25. Đó. Còn vít không tem không bạn? Dạ còn vít không tem anh nhá. Vít không tem bữa em bán là 390. 390 1 kg bác nhá. Bác có thể mua vít không tem. Vít không tem còn ít thôi, không còn nhiều đâu. Đây nè. Vít không tem nó còn một ít thôi. Vẫn mới y như vậy luôn. Nhưng mà nó rẻ hơn rất nhiều. Nó chỉ có cái nó không có tem thôi. Còn combo cho bác nào dùng mua dùng nào. Các bác mua một cái hộp này, em sẽ tặng cho các bác 1 món, 2 món, 3 món, 4 món, 5 món luôn. Rồi. Tặng cho các bác 5 món này luôn. Nha. Tặng cho các bác 5 món này luôn. Cái này nó sẽ gồm có một đầu bắn tôn. Một đầu bắn tôn 80mm của Dewar nè. Một cái đầu PS2 nè, 5cm. Một cái đầu PS2 SL8 hai đầu, một đầu dẹt, một đầu ba ke. Một cái đầu 9cm PS2 và một cái đầu nối dài và 15 đầu PS2 của Dewar nha. Giá nó chỉ có 150 thôi. Các mua một cái hộp này em tặng cho các bác 5 món này. Thực ra 5 món này các bác mua ngoài thị trường thì nó cũng phải trên trăm rồi, trên 150 rồi. Ở đây thì các bác mua thì các bác sẽ được cái giá rất là rẻ thôi. Combo số lượng giới hạn các bác nha. Một khi hết hàng là các bác đừng hỏi lại lần thứ hai ha. Hàng ở đây em đang còn sông xanh. Nên các bác cứ mua thoải mái đi. Anh lấy một ổ cắm 85k với 6 phích cắm. Ok, cảm ơn anh. 6 phích cắm thì em chốt tin nhắn Zalo ấy, anh Hoàng Lê. Dạ, anh chờ trả lời hoặc là anh có thể gọi trực tiếp anh nhá. Em lấy cái viên đá gạch ra cho anh đi Hoàng Anh. Với lại cái kính ấy. Để giới thiệu một khoan đa năng cho anh em. À đây, nãy quên cái này các bác này.
Kìm cà phê em giới thiệu rồi ha. Bàn chải này cũng có giới thiệu rồi nè. Cái này chưa giới thiệu các bác này. Cái này á gọi là dao tỉa cành. Ấy được nhầm. Dao ghép cành. Bác nào làm hệ ghép cành nông nghiệp thì sẽ biết nha. Người nào chơi hệ này thì sẽ biết. Đây là dao ghép cành, nó rất là bén các bác nha. Em lấy cho anh tờ giấy A4 cái hiền. Rồi, các bác chờ em chút. Cái này em báo giá cho các bác nha. Rồi lại em test cho các bác luôn. Đây, nó có thể gấp lại được như thế này các bác nha. Khi các bác gấp lại nó sẽ như thế này. À, một con dao ghép cành rất là đẹp luôn. Nó rất là bén các bác nha. Lưỡi nó mỏng để ghép cành mà, như dao đọc giấy vậy. Cái này thì nó không giống như dao ghép cành bình thường, các bác bỏ vào túi không được đúng không? Nó có vỏ, bất tiện. Con này nó sẽ xài hệ gấp luôn các bác. Gấp gọn vào nó như này. Và nó có một cái móc khá đẹp cho các bác móc vào đai quần nha, rất là đẹp. Cái thân của nó thì bằng inox. Thân ngoài của nó là vỏ bằng thép, không phải inox, thép nha. Lưỡi thì bằng thép SK5. Đó, rất là xịn sò luôn. Các bác thấy chưa? Đúng rồi, cái coi này bén lắm các bác ơi. Cái này nó ăn một phát là toang. Mấy con dao cắt cành, ghép cành nó bén lắm. Cái đuôi này để cho các bác ghép cành thì các bác sẽ biết ha. Đấy. Một con này hiện tại em đang bán là giá 105 đúng không hả? 105 bao ship nha các bác nhá. Nhớ là giá này là giá bao gồm phí ship. Và khi các bác mua con dao này thì em tặng cho các bác một cái này, một cái móc khóa này nữa nha. Mua dao tặng móc khóa kèm free ship. Đấy, các bác thấy chế độ rất là tốt nha. Ở đây em test cho các bác xem. Đây một tờ giấy A4 căn bản này. Thấy chưa? Em thì không phải là dạng test dao chuyên nghiệp gì đâu, em cắt thử cho các bác xem coi nó bén như thế nào thôi. Đấy, các bác thấy chưa? Nha. Đấy, nha. Thấy chưa? Các bác thấy chưa? Nha, rất là bén luôn. Đấy, em thì không phải là người chuyên test dao gì đâu nên nhiều khi cắt nó không có được ngọt. Không biết cắt các bạn. À, phải cắt chuẩn thì nó mới ra được. Đấy, các bác thấy chưa? Đó. Nói chung là cắt giấy được các bác nha. Nếu biết cắt thì các bác cắt giấy nó ngọt lành. Các bác thấy em không biết cắt mà em còn cắt như vậy đúng không? Cắt rất là ngọt luôn. Nào. Đấy, các bác thấy chưa? Nào. Đấy, thấy chưa? Như dao lam luôn các bạn. Nó sắc như dao lam ấy nha. Đấy. Nói chung là em không biết cắt mà em còn cắt nó rất là ngon là các bác biết rồi ha. Đấy. Dao rất rẻ các bác, 105 bao ship tặng đồ nha. Bác nào ghép cành thì mua con này đúng bài luôn, gấp gọn vào túi đi ra vườn được, nó đỡ nguy hiểm nhá. Có motor không Phong? Motor thì video này không có rồi anh ơi, hôm nay em không có lên motor nhá. Motor để hôm sau đi, hôm sau em sẽ lên cho anh mấy chục loại motor luôn. Motor thì em còn nhiều nhưng hôm nay em không có view. Có kìm bấm cốt không vậy Phong? Kìm bấm cốt thì anh Hòa Hoài này vừa hỏi có kìm bấm cốt không. Ở đây thì em không có kìm chuyên bấm cốt, chỉ có kìm điện đa năng thôi. Tiện đây thì anh hỏi thì em trả lời luôn. Cái kìm này thì hầu như là video nào em cũng giới thiệu hết. Chỉ có kìm này thôi anh nhá. Kìm này là vừa tút dây điện này, vừa bấm cốt này, vừa cắt này. Đây, nó có răng tút dây điện này, được 5 cỡ các bác nha. 1.0, 1.5, 2.5, 4.0 và 6.0. Con kìm rất là đẹp luôn. Các bác có thể xem ở trên đây. Các bác không biết về dụng cụ, các bác nhìn các bác cũng thấy nó hầm hố và ngầu lòi rồi. Chất liệu đó thì khỏi cần bàn rồi ha. Thép CRV rất là ok luôn. Đó. Nó có một cái chuẩn bấm cốt ở đây các bác nha. Đây là đầu cắt và đây là đầu mở ốc này. Nó có hai phiên bản là đầu nhọn và đầu bằng. Cái này thì video nào em cũng giới thiệu hết. Nó quen thuộc quá rồi ha. Giá thì nó vẫn như cũ thôi, 250. Chưa bao giờ em bớt cả. Cái dòng này giá nhập vào rất là cao. Mấy cái con đen đen Musi em không cầm mồm nó được hả? Sao mà con ao được, nó là con ao đó. Nó chạy hết ao rồi. Nó kêu tao đau đầu luôn đó. Bác nào thích bắt ếch thì xuống em bắt ếch nhiều lắm.
hút bụi công nghiệp. À con kia thì em đang xài thì em không có bán nhá. Con kia em đang xài các bác ơi, không có bán. Đâu? Vừa vệ sinh chưa? Chưa thì không bán được. Hút bụi công nghiệp, tấm nhôm. Tấm nhôm em không có bác ơi, hôm nay tấm nhôm không về nè. Chốt dao cộng 500g vít đủ loại. Dạ được, mua nửa ký em vẫn bán nhá. Tôi đã có bác hỏi mũi khoan HSS, nhưng mà em không có HSS đâu, em chỉ có mũi khoan để các bác khoan cái dòng này thôi. Em xin lỗi các bác, em lau cái camera chút nha. Rồi em có bán các cái kích thước là 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 12 này. Cái mũi khoan em giới thiệu là cho bác nào biết này, chắc chắn trong đây sẽ có bác chưa biết về cái loại mũi khoan này. Có thấy mũi khoan hay không? Nó như cái mũi tên đó ha, bốn cạnh. Cái chức năng của nó là nó khoan được nhiều vật liệu các bác nhá. Thứ nhất là nó khoan được trên kính. Các bác thấy em khoan ở trên kính chưa? Đây, trên kính em khoan bình thường nhá. Kính này là kính dễ vỡ đấy các bác, chứ không phải là kính gì đâu, mà nó vẫn khoan được bình thường này. Thấy không? Kính cường lực gì đâu nha. Vẫn khoan bình thường. Và cái vật liệu mà em cho là nó hoạt động tốt nhất đó chính là gạch men. Các bác có thể đây là một viên đá gạch men ha, đá ốp tường gạch men. Các bác biết là em khoan ở trên những cái điểm mà phải nói là nó cực độc luôn. Các bác nhìn thấy cái lỗ của nó tròn ve, tròn xe chưa, không bị sứt mẻ luôn nha, cả mặt trên lẫn mặt dưới luôn. Đấy chưa, rất là đẹp luôn. Cái này em test 4 lỗ, các bác thấy là em test 7 lỗ thì bị tạch mất một lỗ. Đó, trên đây này. Do em ăn hơi bị tham quá, đúng không? Chứ bác nhìn là em có thể căn, em căn ở cái góc mà nó gần như là không thể nào căn mỏng hơn được nữa, mỏng hơn là bể ngay. Thì phải nói là ngoài loại mũi khoan này thì em chưa biết là trên thị trường có loại mũi khoan nào có thể làm được như vậy hay không. Nhưng em nghĩ là hơi khó. Đây là một bài test cao cấp hơn. Các bác có thể thấy là em khoan một lúc 3 lỗ gần liền nhau luôn. Nào, một cái mũi khoan bình thường thì các bác sẽ không thể nào làm được như vậy. Không thể nào làm được như vậy nha, trên cái chất liệu gạch men. Thì nếu các bác nào mà đụng hệ gạch men mà trên những cái ca khó, thì duy nhất em mách cho các bác một loại mũi khoan. Đây, chính nó đây, là các bác có thể làm được những cái bài test khó như thế này. Đấy, các bác thấy chưa? Cái này là khoan thì các bác lưu ý nhá. Bình thường mình khoan trên gạch men thì các bác hay xài hệ tác động đúng không? Động lực. Hệ rung á, búa. Nhưng mà con này thì đặc biệt khi mà xài á thì rất là nhàn, các bác chỉ cần dùng khoan thường thôi là các bác ăn được rồi nha. Khoan thường các bác chỉnh tua thật chậm xuống. Các bác ăn cho em, vừa ăn vừa tưới nước thì nó sẽ bền mũi của bên tại người. Còn các bác nào không biết khoan ấy thì cái này có khi các bác khoan một lần các bác vứt mũi đi luôn, thì mình người ta bảo là của bền tại người mà. Còn như em khoan thì nếu mà em khoan cái này thì em khoan sẽ rất là bền, nó là hơi bị khó mà để hư mũi được, vỡ mũi được nha. Đương nhiên là mũi nào thì cũng phải thay, mũi nào thì cũng phải cùn hết, nhưng mà nếu mà rơi vào tay một người thợ chuyên nghiệp thì người ta sẽ có thể khoan được. Ví dụ như các bác khoan được lỗ 10 lỗ thôi, mà vào thợ chuyên nghiệp thì họ khoan được 100 lỗ thì họ mới phải thay mũi đó. Là em gửi đến các bác những cái chia sẻ về những cái này nha. Mũi khoan này thì giá của nó sẽ là, đây các bác sẽ nhìn hệ nó có 4, 1, 2, 3, 4, 5 cái thước nha, tương đương với 4, 6, 8, 10, 12. Thì giá của nó sẽ là như sau: 25 này, 30 này, 35 này, 40 này, 45 này. Nhưng mà các bác mua nguyên bộ thì giá của nó còn có 160 thôi nha. Đấy là cái giá của cái mũi khoan. Các bác có thể khoan gỗ được, khoan gạch men được, khoan kính được, khoan nhựa được. Khoan cái nhựa như vậy là tuyệt vời luôn này. Máy phát cỏ pin có giá không bạn, bao nhiêu? Em báo giá rồi anh nhá, 400k bao ship nha. Có lọc nén khí không phong? Dạ có anh. Hôm trước, đây, lọc nén khí em cho các bác. Em lấy ra cho anh mấy cái lọc Hàn Quốc 250 đi Hoàng Anh. À, em có lô máy ảnh, lô chân máy ảnh mà em chưa có lên giá nhá. Hôm nào lên giá cho các bác.
trên kênh mới nha. Kênh chính em không có đăng sản phẩm này, tránh vấn đề loãng kênh em sẽ không đăng trên sản phẩm chính. Cái này em sẽ đăng trên kênh phụ, hôm nào em sẽ post link kênh phụ cho các bác vào xem. Không, lọc lọc 250 á, nó có bầu lọc luôn này. Nhớ ở bên kia kìa, em tìm đi. Ống máy bơm kênh Sài Gòn chốt chip post Phong đi Sài Gòn à. Này anh Thái đăng ký rồi Dương ơi, xin chào Phong đi qua Sài Gòn nha. Hiện tại bên em thì có 4 chi nhánh, một chi nhánh ở Ban Mê Thuật, một chi nhánh Sài Gòn và một chi nhánh ở Bắc Ninh, một chi nhánh Đắk Nông. Và sẽ sắp tới sẽ có một kênh nữa, kênh mới nữa. Kênh này sẽ chuyên về nồi cơm điện, chân máy ảnh, rồi những cái sản phẩm về hàng nội địa Nhật chuyên dụng anh em nhé. Có thể sau này sẽ có cần câu. Đấy, em đang đi tìm mối cần câu và đồng hồ bãi Nhật. Đó là những cái sản phẩm mà em hướng tới trong cái kênh mới nhất hiện tại. Có quạt cục nóng không Phong? Quạt này là anh này, 30W này, điện 220. Đây chưa? Đây, đưa đây. Đây, có bác nào hỏi về cục lọc đúng không? Ở đây em có một cục lọc E-Tech của Hàn Quốc này. Đó, bác nào lấy cục này thì giá là 280 này nha, 280 bao ship. Lọc khí bác nha, lọc khí tách nước đôi. Con này có điều áp luôn các bác nha, con này có điều áp luôn. Con này hàng lớn của MRC nè, MRC là cái thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật này. Con này lọc đôi luôn nha, không điều áp. Con này bác nào lấy thì giá 300 bao ship nha. Đó, con này 280, con này lọc đôi các bác nha, của MRC, 300k bao ship cho các bác này. Ổ cắm 85k sử dụng điện 220V không được. Điện con nãy em sử dụng là điện, nó vừa xài điện 110 vừa xài điện 220 bác nha. Địa chỉ Hồ Chí Minh ở chỗ nào về bạn? Dạ Lê Trọng Tấn anh ơi, Lê Trọng Tấn anh nhá. Anh có thể lên mạng anh search là Phong đi qua Sài Gòn nhá, là sẽ có địa chỉ. Thằng anh ơi cầm cho anh cái này để anh ở đây giới thiệu với các bác về cái mang cái này ra đi. Em giới thiệu cái dao đọc giấy trước đi cho nhanh. Chờ anh chị. Dao đọc giấy cho bác nào xài dao đọc giấy hệ xịn nè. Bác nào cần dao đọc giấy cao cấp mà rẻ tiền á, hàng xịn mà rẻ tiền thì các bác lấy con này về xài cho em. Không bao giờ phải thất vọng khi các bác bỏ ra 30k để mua dao đọc giấy bên em đâu. Bác nào mà thất vọng cho trả lại tiền luôn. Dao này em dùng hơn 10 năm rồi. Đấy, hơn 10 năm rồi, dao 30 độ các bác nha. Lưỡi và cán SK5. Cán của nó rất là cứng các bác nha. Đấy, đây là hộp 30 độ. Hộp thường các bác dùng là 45 độ đúng không, hoặc 60 độ. Con này là 30 độ này, lưỡi SK5. Daily thì các bác biết rồi, là một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng luôn, rất là nổi tiếng luôn nha. Daily thì khỏi bàn rồi. Đây, một hộp lưỡi là 10, kèm nó một hộp một lưỡi zin là 11 nha. Đó, một bộ này giá chỉ có 30k thôi. Em bán bộ này em lời có vài nghìn đồng thôi. Các bác nào mua mà em đóng hàng đi một bộ là em lỗ luôn đó. À đây. Rồi được rồi, em đi ra đây để anh test điện luôn. Em có hai con bơm kia, lát em xả cho các bác nha. Xong cái này em xả cho các bác hai con bơm kia đi. Nào. Có mũi hà khoan tháp ti trượt đi Phong. Ti trượt em chưa lên giá là em báo cho. Đây này, nhiều bác hỏi bút thử điện từ bữa giờ đúng không? Cái này nó hết hàng lâu rồi nè. Bác nào mua hàng thì nhanh chân chúng tôi lại hết nữa nè. Đây là một cây bút thử điện đời mới các bác nha. Các bác nhìn nè. Đấy, các bác thấy chưa? Đây. Đấy các bác thấy chưa, bút thử điện em chưa làm gì hết đã sáng rồi. Cái này là bút thử điện thông mạch các bác nha. Thông mạch là để mình đo xem con dây điện nó có đứt hay không. Em tỉ dụ như này nha, tỉ dụ như này. Đấy các bác thấy chưa, tức là test này, công tắc này đang còn chạy này, test công tắc này đang còn chạy này không, dây điện này là các bác sẽ đo được nó là thuộc dây nào ở trong đây. Ví dụ vậy nha.
Đấy, tức là cái lỗ này nè, cái lỗ này là dây này, thấy chưa? Rồi cái lỗ này là dây này nè, đấy, các bác thấy chưa? Không, là các bác sẽ đo được nha. Và công tắc là các bác test là nó còn hay không nha. Nè, công tắc nó còn chạy hay không, công tắc hư là các bác biết liền nha. Đây, đấy các bác thấy chưa, em đang test công tắc là đang còn chạy nha. Ở đây em test điện cho các bác xem, đấy là cái chức năng thông mạch nha. Thông mạch thì nó sẽ thích hợp với những bác nào thợ điện. Đây, đây là để test cái bên này mới biết được. Đây là các bác để ý nha, ở đây nó có hai chân đúng không, dây nóng và dây lạnh. Đây em bỏ vào dây này, không biết là dây lạnh hay dây nóng nha. Rồi em bỏ sang bên đây, các bác thấy sự khác biệt không? Thằng nào á mà nó sáng hai màu, nó sáng lên màu đỏ các bác thấy chưa, thì nó là dây lửa. Còn các bác cắm vô nó chỉ sáng xanh như vậy thôi này, thì nó là dây mát nha, dây lạnh ha. Đây nè, đấy nha. Còn nó sẽ có cái trường hợp này, điện nhà các bác nhiều khi nó hơi bị chập mát, nên nếu như các bác đi dép này nè, các bác đi loại dép này các bác test này, thì nó sẽ ra luôn hai dây nó đều sáng xanh đỏ luôn, hoặc là hai dây nó đều sáng xanh, thì các bác nhớ cho em là vứt dép ra nha, vứt dép ra nha, để mình test cho nó chuẩn. Đó, dây là dây lạnh này, dây là dây lửa này. Rồi cây này hiện tại là giá em đang bán là cho anh em giá 115k nha, giá cũ thôi, nó hết hàng bữa giờ đó, cháy hàng cả tháng rồi đó. Hiện tại là đã được 1.000 anh em xem live stream rồi. Anh Hảo Bình Dương có Lulo quấn dây điện không phong anh ơi. Ok, xin chào anh Hảo Bình Dương nha. Lulo quấn dây điện em có báo cho anh rồi, chắc anh mới vào đúng không? Đây, đó cái này em có view mấy cuộn này rồi này. Giá của nó là 1.1-1.2 thôi. Anh lấy cuộn đẹp thì 1.2, cuộn vừa vừa thì 1.1 nha. Nói chung là nó có cuộn này cuộn kia, anh ưng cuộn nào thì em gửi Zalo cho anh chọn rồi em báo giá tiền cho anh nhá. Phí ship nó đâu đó thêm mấy chục ngàn nữa. Mình được. Xin phép các bác em uống nước nhá, uống gần hết bình nước rồi. Khát nước quá trời luôn. Chào Phong, anh lên muộn. Hôm nay có vụ gì mà sao ai cũng lên muộn ra? Cuộn dây điện xài êm lắm nhé. Bác nào comment vậy? Sơn Bảo Huỳnh, ok, xin cảm ơn anh Sơn Bảo Huỳnh. Bác xài cuộn dây điện có lời khen là cuộn xài điện già êm, hàng Nhật đảm bảo cho các bác xài êm. Cuộn Hataya đó các bác mua mới giá 4-5 triệu một cuộn đó, ở bên Nhật người ta bán đó. Còn ở Việt Nam mình thì mua bãi thì giá nó chỉ 1-1.2 triệu thôi ha. Các bác mua mới tại Việt Nam vẫn có, nhưng mà mua mới Việt Nam giá 4-5 triệu á. Xin chỉ số máy Lê Trọng Tấn. Em comment cái địa chỉ Lê Trọng Tấn lên thì Hiền ơi. Hỏi Dương cái địa chỉ Lê Trọng Tấn á, em comment cái địa chỉ Lê Trọng Tấn lên đi. Các bác ơi, bác theo dõi cái địa chỉ nha, lát nữa bên sẽ có cái comment báo địa chỉ đó. Máy quay máy quay phi là gì ta? Anh chat em không có đọc được cái gì hết anh ơi. Chốt một bút thử điện thông mạch, anh Sơn Nguyễn Chí. Ok, cảm ơn anh nha. Anh liên hệ trực tiếp hai số điện thoại trên tiêu đề giúp em nha, để chốt đơn. À, cái này có bác hỏi về ray trượt đúng không? Ray trượt em với về một lô rất là đẹp luôn, của Hatwin. Hatwin thì các bác biết rồi ha, rất là nổi tiếng. Đây, ray trượt tháo máy nè, rất đẹp luôn. Cái này thì giá của nó dao động từ 200, 300, 400, 500, 600 một cặp. Đấy, bác nào mua thì ngày mai các bác cứ gọi điện bên em. Bên em sẽ chụp ảnh từng bộ một, rồi gửi qua Zalo cho các bác, rồi báo giá. Các bác cảm thấy hợp lý giá thì các bác mua thôi nha. Hôm nay ở đây là nó nhiều sản phẩm quá nên em bị sót cái này, chưa có kịp lên giá. Chứ mọi hôm thì em vẫn lên giá công khai cho em bình thường nha. Cái này thì giá nó sẽ dao động từ 200, 300, 400, 500, 600. Tùy từng cái bản một bọ, hai bọ, mới cũ cũng như là bản dày, bản ngắn, bản dài, bản ngắn nha. Đó, nó vậy thôi.
Này là ray trượt cho các bác nào chế máy nè. Rất là xịn luôn các bác nhá. Đừng hỏi về những cái này, nó độ chuẩn của nó rất cao luôn, bởi vì nó ở trong máy công nghiệp mà. Nó tháo máy công nghiệp ra mà. Trượt của Hatwin rất là nổi tiếng rồi ha. Thực ra cái giá mà em bán cho các bác á, nó chỉ rẻ bằng các bác mua hai con bọ này hoặc một thanh này thôi. Chứ còn các bác thử lên check giá mấy cái bọ này của Hatwin nè. Ha. Mấy cái con trượt này của Hatwin, riêng một con như vậy không, giá của nó ở đâu tầm từ 300 đến 400 rồi. Đó. Hai ví dụ 600 các bác chỉ mua được hai cái bọ này của nó thôi này, chưa tính cái ray này của nó thì đắt biết rồi luôn. À. Mua mới thì các bác mua giá của nó rát lắm. Mua lại hàng nó rất xịn. À Hoàng Anh ơi, em lấy con bơm này ra anh test cho khách, anh báo giá cho khách này. Ắc quy giá luôn. Ắc quy Đài Loan 7.2A nhá, 12V bao chạy cho anh luôn. Hàng Đài Loan xuất nhập. Tình trạng là bao xài cho các bác luôn, giá 200k một bình. Đấy, em báo cho bác rồi đó. 7.2A các bác nhá. 7A chứ quên. USA 7A Đài Loan. Đây nào. Chữ Nhật hết, Made in Taiwan, Đài Loan xuất nhập. GS USA thì quá nổi tiếng về bình ắc quy ở của Nhật Bản rồi. Đó, bình này giá 200k các bác nhá. Hàng bao xài cho các bác luôn. Em cắm đi Hoàng Anh. Ui nó thổi ngon lành nhỉ. Đây cho anh em xem này. Ui nó hút. Nó đang quay đây các bác. Rồi em dừng lại đi được rồi. Không cần phải test đâu. Nó mạnh lắm. Rồi em dựng lên để cho khách thấy. À các bác nào có biết về con bơm này không? Nè. Đây là một con máy sục khí các bác nha. Máy sục khí rất là đẹp luôn. Con này nếu các bác mua dòng này trên thị trường thì nó rơi vào tầm phải từ 2 triệu tới 2 triệu rưỡi một con mới. Máy còn rất êm nha. Cái này hàng tháo máy công nghiệp nè. Hàng rất đẹp, em có hai con nha. Tháo ở bãi về rất đẹp luôn. Con này hiện tại em thanh lý cho anh em giá 1 triệu 2 nha. Bán cho anh em nào thiện chí chuyển khoản nha. Ưu tiên cho anh em nào thiện chí chuyển khoản nha. Hàng rất đẹp. Con này là cho anh em làm máy sục khí. Máy sục khí nha các bác nha. Đây nó là cái quạt sò ở đây, các bác thấy cái sò quạt của nó chưa? Ở đây sẽ có một con motor vỏ lá nhôm đúc luôn, thấy chưa? Motor vỏ lá nhôm đúc các bác nha. Kèm theo một cái hộp quạt sò này bằng nhôm luôn nha. Đấy. Cái này của nó thì bằng nhựa thì phải. Bằng nhựa. Đó, phía dưới của nó thì các bác có thể thấy nó sẽ có hai cái lỗ. Ren này chắc là ren 34. Các bác thấy chưa? Một đầu này là đầu hút. Đầu này sẽ là đầu thổi nha. Và một cái đế cho các bác xài. Giá của nó chỉ 1 triệu 2 thôi. Có hai con duy nhất thôi. Bác nào yêu mến thì các bác chuyển khoản nhanh, em giữ hàng cho các bác nha. Phí ship thì các bác nhận hàng, các bác trả phí ship vậy thôi là xong. Phí ship thì đơn vị vận chuyển họ sẽ thu các bác. Em không có liên quan gì tới phí ship ở đây cả nha. Các bác có thể lấy để sục khí. Về căn bản của nó là máy sục khí cho các bác sục khí hồ cá. Hoặc là các bác chế đồ gì thì các bác chế thôi nha. Đồ rất đẹp, máy rất êm luôn. Máy êm lắm. Không phải lo về độ ồn nha. Motor 75 hết hàng rồi anh ơi. Năng lượng nào? À rồi, năng lượng 5m về rồi. Máy cắt cỏ gì vậy Phong? Máy cắt cỏ dùng pin anh ơi. Em chỉnh là cái gimbal đi các bác, nó vừa bị rung nha. Ok. Anh mua 100 dao dọc rẫy có cho anh giá tốt. Ok anh, chắc chắn rồi. Anh là đại lý buôn mua số lượng nhiều nó phải có giá tốt cho anh nhá. Có gì anh cứ liên hệ trực tiếp em để em cho anh cái giá tốt ha. Thực ra thì bán bộ độc giấy nó chẳng có lời lãi bao nhiêu đâu anh ơi. Nhưng mà bán kèm cho vui vậy. Đây. À
đèn năng lượng mặt trời 5m về rồi nè. Dạ không có máy rửa xe anh ơi. Cái này em chưa, em có view cho các bác rồi này, nhưng mà nó hết hàng này, nó mới về thêm nha. Bác nào mà mua thì liên hệ. Một bộ đèn này sẽ gồm có 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là tấm pin năng lượng mặt trời và dây 5m. Một bóng năng lượng mặt trời gồm có 6 cái led rất là đẹp luôn. Các bác nhìn thấy bóng led của nó rất là đẹp nha. Phía sau của nó sẽ là một cục pin 18650. Nếu các bác nào muốn nâng cấp lên thì phải tìm hiểu và tự nâng cấp lên nha. Cái này thì em không nói. Và một cái remote. Nhớ là khi về xài remote thì các bác rút cái nhựa này của nó ra nha. Rút ra ha. Remote sẽ có on, off, mode 1, mode 2, mode 3. Đó, nó sẽ có 3 chế độ. Em hướng dẫn nhanh cho các bác sử dụng nha. Đầu tiên các bác phải gắn cái này vô. Cái loại đèn này á thì các bác phải gắn vô thì nó mới sáng được nha. Trên đây của nó sẽ là một cái cảm biến hồng ngoại và cảm biến ánh sáng luôn. Tức là gì? Khi trời tối nha, trời tối thì nó mới sáng lên. Hoặc là nếu các bác muốn bật nó vào ban ngày thì các bác phải chọn mode 3 là tự nó sáng lên luôn. Còn nếu với mode 2 thì trời phải tối lại, trời nó tối lại. Tức là em chú ý em che cái này lại nè, úp cái này xuống, cái này em phải úp xuống, các bác thấy chưa, là tự nó sáng lên, các bác thấy không? Em ngửa lên nè, tự nó tắt đấy, các bác thấy hay không? Úp xuống là bật lên nè, tức là trời tối là tự nó sáng lên nha, trời sáng là tự nó tắt đi. Nhưng mà chờ chút em hướng dẫn tiếp mode 1. Khi em bấm mode 1, bây giờ em đang bật mode 3 nha. Sau đó em bấm mode 1. Mode 1 thì nó như thế này. Đấy. Các bác thấy không? Mode 1 là trời tối, có người chuyển động đi qua, con chó, con mèo hoặc là có người thằng trộm đi qua thì tự nó sẽ sáng lên. Các bác thấy không? Sau đó em bấm sang mode 2. Ngửa này lên. Tắt đi. Đấy, nó là như vậy, nó có 3 chế độ các bác nha. Cảm biến chuyển động, cảm biến ánh sáng để hù trộm gì đấy, tùy các bác sử dụng thôi. Dây của nó rất dài cho 5m. Hôm trước có một bác gọi điện cho em và các bác than phiền là cái đèn này tôi thắp của nó được vài tiếng, 1-2 tiếng gì đó là nó hết pin rồi. Thì các bác phải biết là cái đèn này em bán cho các bác rất rẻ rồi. Một cái đèn mà cả tấm pin, cả remote điều khiển từ xa, cả một cái đèn led đẹp như vậy mà giá của nó chỉ có 145k thôi, mà các bạn lại đòi nó sáng xuyên đêm nữa thì em thua. Thực sự là em thua nha. Em không có làm được điều đấy. Phía sau của nó sẽ là một viên pin 18650, là cái loại pin xanh xanh này nè. Đây nè. Các bác muốn nó sáng lâu hơn thì các bác mua nhiều viên này về, các bác đấu vô nha. Các bác đấu vô thì nó sẽ sáng lâu hơn. Đấy là cho bác nào rành về kỹ thuật, còn bác không rành về kỹ thuật thì em chỉ cho các bác như sau. Cái đèn này các bác bỏ ra một khu vực có nắng. Cái này các bác bỏ vào cái khu vực nào mà các bác muốn sáng, khi mà các bác bỏ vào trong nhà vệ sinh thôi. Tức là khi mình đi vệ sinh nó chỉ trong khoảng 15 phút hoặc 20 phút là ghê rồi. Hoặc là các bác để ở đường luồng, cầu thang gì đấy, khi mà mình đi lên cầu thang nó sẽ sáng lên để chống rắn rết và tiết kiệm điện. Chứ các bác chơi cái hệ này, các bác để năng lượng mặt trời mà các bác đòi xài xuyên đêm mà giá nó chỉ có 145k thì em không làm được cái điều đấy nha. Các bác muốn xài xuyên đêm thì các bác mua thêm viên pin này về, các bác nâng cấp lên dài. Bên trong của nó chỉ có một viên pin thôi. Giá của nó là 145k bác nha. À, motor giảm tốc. Motor giảm tốc đúng không? Ở đây em có 3 con thôi. Quạt sò còn có 5 con đó. Quạt đấy thì cần gì view nữa. Bây giờ cũng chẳng có hàng mà bán nữa, view làm cái gì. Đây, em có một cặp motor giảm tốc. Hồi chiều có bác chốt xong rồi bác lại báo là không chốt nữa. Đây này, một cặp motor giảm tốc cực đẹp luôn các bác nha. Motor giảm tốc 775. Hộp số của nó thì các bác khỏi bàn luôn. Con này các bác đố các bác tìm ở ngoài thị trường được, nó không bán ngoài thị trường đâu. Cái này chỉ có hàng bãi mới có thôi. Cái hộp số của nó là phun kim loại rất là đẹp luôn, tỷ lệ truyền. Cái này các bác quay gà, quay vịt vô tư, vô biên luôn nhá. Quay heo còn được nhá, heo sữa còn được. Đây, một
Con này nó sẽ chạy điện em có quả pin 18V không? Em lấy hai cực em nhét đây. Em báo giá cho các bác luôn nha. Cái này các bác có thể gắn thêm điều tốc để quay gà, quay vịt, quay heo gì tùy các bác thôi. Cái này giá của nó là 400k một con. Bác nào lấy em bao ship cho các bác nhá. Có hai con thôi. 400k một con bao ship. Hàng này mà các bác mua mới thì giá của nó phải trên 1 triệu một con. Không bao giờ dưới, không bao giờ dưới đâu. Chốt hai đèn năng lượng, mai liên hệ bưu cục giúp em nha. Dạ, anh Tiến Minh, anh có thắc mắc gì thì anh liên hệ giúp em để em hỗ trợ anh về đơn hàng anh nha. Đây, đi vô đây. Không đủ áp à? Không đủ áp thôi. Có này căng vậy? Còn điện không? Thử test con này coi. Cũng có thể. Đây các bác thấy không? Nó quay rất êm luôn nha. Êm lắm bác ơi. Do con này em đang xài hệ 18V nên nó sẽ quay hơi nhanh. Các bác có thể xài 12V chuẩn rồi các bác điều áp xuống nhá, điều tốc xuống là các bác sẽ quay gà quay vịt được tốt ngon này. Còn con này, hai con này của Đức này, hai con này của Đức các bác này, hôm trước em giới thiệu rồi đó. Hai con này có số lượng đúng không? Có số lượng. Con này bữa mình hay bán là 320 này, 320k một con này. Em ghi giá cho khách đi, 320 con. Em lấy hai chống giật 30k loại 60k một cái. Dạ còn hàng anh nhá, hàng hôm nay rất nhiều cho anh luôn. Anh liên hệ trực tiếp hai số điện thoại giúp em đi. Anh gì? Anh Thành. Thành Mai gì đó. Em chỉ tên anh khó đọc quá. Anh liên hệ cho em hai số điện thoại trên tiêu đề anh nhá. Không có link Autobot à? Thực ra là có đấy bác, nhưng em không có gắn link. Thôi thì bác vào sau đi, Autobot không hết được đâu, anh em mua không hết được đâu. Để em cập nhật link cho bác nhá. Là khoảng lát nữa em nghỉ livestream em cập nhật link vào cho anh em nhá. Còn những sản phẩm nãy em cập nhật không kịp thì mai em sẽ cập nhật cho anh em ha. Chốt một bút thử điện 5 phích cắm đèn dẹt ra tròn, ok, xin cảm ơn anh Phan, anh liên hệ trực tiếp giúp em nha. Đèn giả cam này, nó cũng xài giống như con đèn năng lượng mặt trời vậy đó, nhưng mà cái này nó giả cam, để nó hù trộn, các bác hiểu không? Con này nó cũng xài y như hệ kia thôi, nó cũng vậy các bác. Đấy, cũng on off, cũng mod 2, mod 3 như thường vậy thôi, nha. Đó, ví dụ các bác bấm mod 3 nó sáng này, che cái này lại. Đấy. Đây là đèn giả cam, nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bóng LED nha. Trên nó có một tấm pin năng lượng mặt trời. Các bác có thể nâng cấp nó lên bằng cách các bác mở ra, các bác thay pin vô. Đèn này thì nhìn nó hơi bị ọp ẹp chút. Nhưng mà giá rẻ các bác. Một con đèn giả cam này em bán cho bác là 145k nha. Đây là đèn LED tích điện 2 pin, điện 220. Các bác cứ cắm vô đuôi đèn là nó tự sạc thôi. Đó, bao xài cho các bác, hư cái bao lỗi rồi cho các bác nha. Bảo hành lỗi 1 ở 1 trong vòng 1 tuần cho các bác luôn. Bóng đèn này giá 85k thôi. Đi kèm với nó là hai viên pin 18650. Màu tím này nè. Bác nào mà thích thì các bác mua pin xịn và các bác thay lên thì nó sẽ được lâu hơn. Đèn này dùng khi mất điện các bác nha. Đấy, rất là sáng luôn. Thấy chưa? Bác thấy không? Rất sáng nha. Cho con cái học hành được, nấu cơm nấu nước được. Đèn tích điện, xài khi mất điện các bác nha. Xài điện 220 bình thường. À có ống xoắn này. Bữa bác nào hết hàng thì các bác mua lại nhá. Ống này giá hay sao? 120 này, 12m ống của Đài Loan các bác nhá. Ống của Fusan Made in Taiwan này, hàng mới về các bác này. Ống nhựa trong các bác nhá. Nhựa rất là trong luôn, trong vắt luôn. Không tí vẩn đục luôn cho các bác xem này. Nó có sẵn cho các bác hai cái nối luôn rồi nha. Đây, ống rất là trong. Ống mà các bác nhìn nó có tạp chất nó sẽ đục. Ống này các bác nhìn nó trong vắt luôn. Khỏi bà.
Ống này bác nào dùng thì bảo hành cho các bác 5 năm. Ống Fusan BU em dùng loại này lâu lắm rồi còn chưa hư được. 4 5 năm rồi chưa hư đâu. Ống 12 m thì 120. Ống 9 m bao nhiêu tiền vậy? Ống 9 m thì 95.000 nha. Nó cũng vậy luôn các bác. 9 m thì nhìn nó có vẻ tồn kho, cũ hơn tí. Hôm trước không chốt đơn cho mình, anh Đá Mỹ Nghệ. Ok, trước tiên thì cảm ơn anh Đá Mỹ Nghệ đã tin tưởng và đặt hàng bên em. Nhưng mà chắc nó có một cái lý do gì đấy mà không lên đơn được. Thì anh có thể liên hệ lại giúp em vào ngày mai vào giờ hành chính nha. Thời gian làm việc của bên em sẽ là từ 7:30 tới 11 giờ. Chiều từ 1 giờ đến 5 giờ. Buổi tối thì anh có thể liên hệ bất cứ lúc nào nha, cho đến khoảng 10:30 đến 11 giờ. Hai anh em ha. Thực ra thì hôm nay nó còn nhiều sản phẩm để mà em lên lắm, còn nhiều sản phẩm mà em chưa lên. Nhưng mà bây giờ em hết dặn rồi, mệt quá rồi các bác ơi. Đèn LED để bàn hết rồi bác ơi. Khoảng một tuần nữa bác nha. Một tuần nữa. Ở đây thì giữa Nga vẫn còn này. Đèn LED để bàn thì em không còn, nhưng em còn đèn LED này. Đèn LED là rất xịn luôn các bác này. Cái nhựa của nó rất xịn luôn nhá. Rất chi là xịn sò luôn ấy. Đèn LED là một trong những dòng cao cấp này các bác này. Nhựa của nó rất là cao cấp. Nó sẽ có hai chế độ các bác có thể ý ở trên đây này. Đấy, cái đèn này các bác bật là nó sáng luôn. À đâu, bên này các bác bật nó sẽ sáng luôn. Cầm như một cái đèn pin các bác nhá. Cầm như một cái đèn pin để các bác đi các bác soi như này. Các bác thấy chưa? Soi như này nha. Đấy, mình ngủ mình để đầu giường dậy mình soi là các bác đi vệ sinh hay là cho con cái gì đó. Bác nào mà có vợ mà có sinh em bé các bác mua con này về để đầu giường này. Nó rất tuyệt nha. Nó có một cái như thế này. Nó ở trên đây các bác cũng có thể thấy nó có một cái cảm biến ánh sáng nha và cảm biến hồng ngoại. Thì khi các bác gạt chế độ bên này, trời tối lên nó sẽ và các bác đi qua, trời tối và các bác đi qua nó sẽ tự động sáng lên trong vòng 15 giây các bác thấy chưa? Sau 15 giây nó sẽ tự động tắt nhá. Đấy, còn ngoài ra thì các bác có thể dùng nó như một chiếc đèn pin. Trang bị đi theo nó sẽ gồm có một cái, đây là cái khe cắm sạc micro USB các bác nhá. Nhà sản xuất nó sẽ tặng cho các bác một cái cáp sạc nữa. Các bác về cắm vào sạc điện thoại 5V xài thôi ha. Đây thì cái bao bì của nó các bác có thể thấy mẫu mã của nó rất là đẹp. Loại nhựa của nó là loại nhựa rất là xịn rồi. Nhựa nó không nhựa các bác cầm là các bác sẽ cảm nhận được. Trên tay loại nhựa rất là xịn. Con này giá bao nhiêu Hiền nhỉ? 175k các bác nhá. Hàng này thì hết rồi các bác cũng phải đợi đấy. Cái này em về số lượng ít thôi. Sắp hết rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Gì? Lô mới đấy hả? À chứ còn không thì chắc hết nhanh rồi đúng không? Cái này lô mới về bác nhá. Thằng em bảo lô mới về. Đây các bác cứ mua thoải mái đi. Hết thì em sẽ báo hết cho các bác. Các bác chờ. Hiện tại thì 22:12. Có lẽ em xin phép các bác nghỉ tại đây nhá. Kính chúc các bác một buổi tối vui vẻ. Ngủ ngon các bác nhá. Cuộc sống gặp nhiều may mắn ạ. Các bác trước khi rời like thì các bác nhớ nhấn cho em nút like rồi các bác out like nhá. Bấm like rồi out like cho em ạ. Nhớ nhấn like và chia sẻ video này giúp em nhé. Những ai lần đầu xem kênh thì đừng quên nhấn đăng ký kênh nhá. Nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi những cái sản phẩm hot hit của Phong DIY. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Xin cảm ơn.